Đứa nào đã từng nói những vật chướng ngại đã được dọn dẹp sạch sẽ? Nhìn cái gì? Lão già, trên người hắn có dao đó. Người giải thích cho ta biết đi, rốt cuộc là sao vậy hả? Ta phải làm sao? Tôi cũng không biết làm sao nữa. Cái gì? Ngươi không biết hả? Vậy bây giờ phải làm sao đi? Tôi cũng không biết nữa. Ngươi đừng nói là ngươi không biết, tốt nhất là ngươi phải biết. Nếu như hôm nay ta không lấy được cô nàng bán cá đó thì ta sẽ hỏi tội ngươi đó. Hỏi tội tôi hả? Không sai. Có rồi. Chờ một chút. Ngươi đừng nói là có rồi với ta nghe. Nếu như không phải là ngươi đề nghị như vậy thì ta hỏi tội ngươi. Đúng, ta sẽ hỏi tội ngươi. Đúng rồi lão gia, ông đừng quên nha, chúng ta còn cách thứ hai nữa mà. Mời lão gia ngồi. Làm gì vậy? Đừng đụng vào nha. Giờ áo ai định? Lão gia. Đây. Tránh ra. Dạ, thiếu gia. Nè, Trương đại lão gia. Ông dùng cái dù lớn như vậy còn khảo cứu như vậy nữa, đúng là kiểu cách thiệt đó. Hôm nay ông đúng là oai phong lịch lãm, hổ sanh quy. Nhất là kiểu ăn mặc của ông, màu sắc phối hợp càng làm nổi bật điệu bộ của ông. Nói hay lắm. Tiểu An à. Dạ. Người ta nói miệng chó không nói được lời hay. Lý Tú Tài khen ngợi ta như vậy, nhưng làm sao ta càng nghe càng thấy chối tai. Tôi cũng thấy như vậy đó. Lạ thiệt. Nói hay lắm. Nhưng mà để cảm thấy Trương lão gia toàn thân màu sắc rực rỡ, giống như trong hội miếu thất gia bắt gia đi dạo phố, hoàn toàn giống nhau, không khác với đám đông chút nào hết đó. Tiểu Lục à, cái này ngươi không biết đâu. Ai mà không biết chứ. Trên người của Trương Đại Trương lão gia đều là quyền cơ, đều được nghiên cứu rất kỹ, đúng không? Biết đâu những thứ trên người ông ấy đều theo xu hướng mới đó. Ê trời, Lý Cao Tài nói rất là đúng đó. Quần áo của lão gia chúng tôi á, toàn là những thứ giải tốt nhất, lưu hành rộng rãi nhất đó. Đẹp nhất ở kinh thành luôn đó. Trời ơi. Trương lão gia, ông làm nổi như thế này cũng là để đến đây tham gia cuộc thi viết kinh đúng không? Không sai. Ông muốn lấy cô nàng bán cá à? Ông giỏi quá. Lý Mẫu thật vô cùng kính nể quyết tâm của Trương lão gia. Trương lão gia, ông đã có một vợ ba tỳ thiếp rồi. Thật không ngờ đầm lầy hôn nhân của ông chẳng những không làm trở ngại ông, ngược lại càng khiến cho ông không quay đầu mà tiến về phía trước. Khâm phục. Tôi thật sự khâm phục. Tôi nghĩ lần này ông nhiều phu nhân như vậy, chắc là tất cả đều toàn tâm toàn lực đến ủng hộ ông tham gia cuộc thi này, đúng không vậy? Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Đúng, không liên quan tới tôi. Được, tôi nhiều lời. Ê, Lý Tú Tài à, chẳng phải ngươi luôn cho rằng mình thanh cao sao? Ê, nhưng sao ngươi lại cái ghét người nữ? À đúng. Chẳng phải ngươi rất ghét phụ nữ hay sao? Sao lại đổi tính rồi? Tính tới đây góp vui hả? Hả, phải không? Không phải. Tới đây góp vui. Tôi đến đây để tham gia cuộc thi. Cái gì? Ngươi tới tham gia cuộc thi học thuộc kinh văn này à? Đúng. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Nhưng mà không lẽ ngươi cũng muốn giành cô bán cá lấy về làm vợ à? Thái độ này là sao chứ? Chuyện... Vậy ngươi tới đây để làm gì hả? Trương lão gia, tôi thấy ông nói không đúng rồi. Không đúng chỗ nào? Muốn lấy cô nàng bán cá thì phải thắng cuộc thi này, đây là quy định đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà không có quy định thắng cuộc thi thì bắt buộc phải lấy cô nàng bán cá, đúng không? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Tôi đến tham gia cuộc thi và việc lấy cô nàng bán cá hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ông thấy có đúng không? Đúng vậy. Không. Nhưng mà ê, rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Bởi vì tôi thích. Một đời Lý Cao Tài tôi đây
thích nhất chính là thi cử. Hả? Nhất à? Bị bệnh rồi hả? Lão già mặc kệ hắn đi. Là... Ôi, thiệt tình. Lão già ngồi xuống. Ngồi. Lão hòa thượng, đừng đùa với con nữa, mau trả lại dân phòng tứ bảo cho con đi. Lão hòa thượng, sao thầy lại chạy ngược lại? Đó là đường đi ra thành mà. Đừng có chọc con nữa, không kịp đi dự thi rồi. Ê, thi học thuật kinh hả? Tôi khá lắm. Dám tranh giành người đẹp với trường đại của chúng ta. Đừng đánh tôi. Thầy chờ chút. Mệt chết được. Tụi ta của ta lớn rồi, không chịu được sự cực khổ này đâu. Ta phải đi về nghỉ ngơi thôi. Cầm lấy đi. Thầy cái gì chứ? Còn thầy con gì nữa? Chẳng phải cậu đến tham dự cuộc thi viết kinh sao? Mau đi đi. Thầy đâu rồi? Cuộc thi bắt đầu. Chờ một chút. Được rồi, đừng làm mất thời giờ của mọi người. Cậu mau tìm chỗ ngồi đi, chuẩn bị thi viết. Cuộc thi bắt đầu. Đánh trống. Lão gia, chờ đến khi bắt đầu viết á, thì ông nhìn lưng của người ngồi trước, đáp án ở chỗ đó đó. Gian lận. Anh này gian lận nè. Ông coi. Ra ngoài. Gian lận đó. Đi. Đi. Gian lận nè. Cũng ra ngoài. Đó. Ra ngoài luôn. Đi. Cậu cũng ra ngoài đi. Thank you.
Tướng quân, tôi giết xong rồi. Quả nhiên Lý Tú Tài ở Kim Sa Thang này là tài tử số 1 số 2 đó. Chữ viết rất đẹp. Chữ của Lý công tử đúng là có kiểu cách riêng. Cảm ơn tướng quân và cô nương khen ngợi. Luyện viết chữ đẹp là bổn phận của cái học sĩ chúng tôi. Tốt. Cáo từ. Mời. Tôi thấy thời buổi này lộn ngược hết rồi. Ngay cả tên nô tài đê tiện cũng dám giành người đẹp với chủ nhân nữa. Đúng là không biết mắc cỡ. Gì đó dữ dằn vậy? Lườm hả? Lườm cái đầu ngươi á? Lườm cái đầu ngươi á? Đúng là không biết mắc cỡ. Người tiếp theo. Mau chờ mình với. Chờ mình với. Lão già, thì ra ông giết không có hết hả? Tất cả cũng tại ngươi, tại ngươi hết. Tại ngươi hết, tại ngươi hết. Tại ngươi. Tại sao lại tìm một người ra nhiều mồ hôi như vậy để giúp đỡ chứ? Hắn ra mồ hôi bị nhòe hết rồi. Ta không nhìn thấy gì nữa. Ta phải làm sao đây? Ngươi phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên rồi. Ngươi, trời ơi, ngươi đã hại ta thua Lý Cao Tài, thua Mã Lương. Ta đã mất cô nàng bán cá rồi. Mất rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi phải đền cho ta, đền cho ta. Đền cho ta, ta mặc kệ ngươi đó. Bình tĩnh đi lão già. Đền cho ta đi, đền cho ta đi. Đó, ngươi nhìn đi. Tất cả mọi người bu vô cười. Ta cười gì? Ta kể nhiễu ta kìa. Mau, ta đi. Cười gì? Đi, đi, hết đi, đi, hết đi. Mọi người nhìn gì chứ? Thế ta không hả? Chết ra coi, chết ra coi, chết ra coi, chết ra, chết ra đi. Trời ơi, lão già, lão già, ông đừng có khóc nữa mà, đừng có khóc nữa. Lão già, không có giấu gì ông, chuyện này tôi chuẩn bị từ trước rồi. Việc chép kinh làm sao dám bảo đảm là không chép sai chứ, đúng không? Chính xác. Đúng rồi. Chẳng giấu gì ngươi, chữ của ta viết ngay bản thân ta đọc cũng không được. Đúng là mất mặt, mất mặt quá đi. Cho nên... tôi đã nói chuyện với tên gia đình trong phủ của tướng quân rồi. Cho nó một ít bạc thôi. Hả? Kêu đó đem bài thi cũ xấu xí đó. Hả? Lấy ra ngoài. Hả? Thay vào đó cái mới. Bài thi chữ viết sạch sẽ đẹp đẽ thay vào. Lão già, ông đừng có lo mà. Thiệt hả? Vậy tại sao ngươi còn bắt ta đi thi? Đi thi vất vả như thế nào ngươi có biết không? Mắt của ta yếu này, viết xong rất mỏi. Mắt cũng mỏi mà tay cũng mỏi. Ta mệt muốn chết được luôn á. Thiệt là. Không đâu lão gia ơi, ông không thể trách tôi được đâu. Bất luận thế nào ông cũng phải đi thi cho có người chứ. Hả? Đi cho có người à? Vậy không sao chứ? Không, không có sao đâu lão gia. Vậy ta lấy được cô nàng bán cá đó không? Bảo đảm là lấy được luôn đó. Thiệt hả? Được. Mỗi lần ta mà vui á là ta buông xuống hết, mà vừa buông xuống á là bụng ta đói liền, muốn đi ăn cái gì đó quá. Vậy chúng ta đến tiệm Toàn Tủ Đức đi. Toàn Tủ Đức, đồ ăn ở đó rất là ngon đó. Đồ ăn ngon có đúng không? Ta thấy ngươi như vậy á làm như ngươi là lão gia của ta vậy đó hả? Không có lão gia, chỉ vì lão gia thôi chứ không phải vì bản thân mình đâu. Vậy à? Chỉ lão gia không cần phải động tâm suy nghĩ mà. Vậy thì ta cần phải cảm ơn ngươi quá. Sao vậy hả? Xin lỗi, xin lỗi lão gia. Tốt, tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Dạ, lão gia mặc vào đi. Mời lão gia. Nhìn cũng giống trạng dạ, nguyên của rồi. Ta. Ôi đẹp quá. Ai, đẹp thiệt. Cô nương này đẹp quá. Đúng là trái mắt hương truyền nghe. Trời ơi, trời thích ghê á. Đúng là trái mắt hương truyền. Đẹp thiệt đó. Đẹp thiệt đó. Đẹp thiệt đó. Đánh ra cho tôi vậy. Đánh ra chán lớn vậy. Đánh ra cho tôi coi người đẹp thôi. Đẹp quá. Cô nương, tôi tìm cô hoài không có thấy. Thì ra cô ở đây. Tôi là gia đình ở phủ tướng quân, phiền cô đến phủ tướng quân một chuyến. Tránh ra cho coi với coi. Tôi biết rồi. Làm gì chen lắm vậy? Ê, đâu vậy? Đi mất tiêu rồi. Xin đẹp thiệt. Cha. Ôi, đẹp kìa. Quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá.
Mấy cái phiếu này là của toàn Tụ Đức à? Tiếp theo là đây là của tiệm giải Tường Phúc. Đây là vé đi coi phim. Đây là vé đấu gà. Còn đây là sòng bạc. Còn sắt kia là cái gì? Đưa cho ta coi. Đừng có giấu nữa, đưa cho ta xem. Đây là phiếu gì? Phiếu của Lậu Vạn Hoa. Năm 528 lượng. Tháng này vẫn chưa hết. Lão gia đâu rồi? Chẳng phải kêu ngươi theo ông ấy sao? Ông ấy đi đâu rồi? Phu nhân, lão gia đến quảng trường tham gia cuộc thi học kinh rồi. Hôm nay lão gia oai phong dữ lắm. Cái dù vàng sắp giấy thi màu hồng thơm phức à. Được mọi người hết sức khen ngợi luôn đó. Đủ rồi, đủ rồi. Các ngươi ra ngoài đi. Dạ. Dạ. Người tiếp theo. Hôm nay thì viết kinh như thế nào rồi? Thầy còn hỏi nữa. Sáng hôm nay thầy ôm văn phòng tứ bảo của con chạy khắp nơi, làm con đến trễ đó. Ta hiểu rồi. Vì đến trễ nên không có thuận lợi. Không phải, mà thầy làm con cảm thấy rất mất mặt. Mất mặt? Ta biết rồi, vì mất mặt cho nên làm cho cậu quên mất kinh văn, không viết được. Không đúng, con đã viết hết toàn bộ, không thiếu một chữ nào. Vậy là chữ viết sai. Không có. Vậy thì có gì đáng phiền đâu. Kinh viết được hết, chữ viết không sai, con còn sợ không lấy được cô nàng bán cá sao? Ai mà để ý mấy thứ đó chứ. Không để ý. Không để ý thì cậu phiền cái gì? Con phiền. Không cần thầy lo. Ta hiểu rồi. Vì cậu đến trễ mất mặt, sợ cô nàng bán cá không được vui, cô ấy xem thường cậu. Con đâu sợ cô ấy không vui. Vậy cậu phiền cái gì? Con lão gia vô. Tất cả đứng đó. Phu nhân à, quy như vậy rồi mà nàng vẫn chưa đi ngủ hả? Câu này lẽ ra tôi hỏi ông mới phải. Tôi nói lão gia, khuya như vậy rồi ông tôi đi đâu vậy? Thế nào, Mã Lương đi rồi, hai người không nói được điều gì nữa có đúng không? Phu nhân à, sao nàng lại nói như vậy? Tôi nói gì trong lòng ông hiểu rõ, không cần tôi phải tốn nhiều lời. Những chuyện lúc trước
thì để nó qua đi. Đúng, phu nhân nói rất có lý. Quả nhiên là phu nhân có lý. Cái này tục ngữ có nói như vậy, cũ không đi mới không đến. Con người thì phải nên nhìn về phía trước. Cũ không đi mới không đến, nhìn về phía trước. Nói hay quá, ông nói nghe rất hay. Cho nên ông muốn lấy cô nàng bán cá đó về làm vợ ông chứ gì? Phu nhân chánh phái tôi đây dẹp sang một bên. Như vậy cũ đi rồi, mới cũng đến rồi, thì ông lại càng có thể nhìn về phía trước. Không, phu nhân à, phu nhân, ta không có ý đó. Cô nàng bán cá đó, ta không hề có ý gì với cô ta hết, không hề có ý gì hết. Không có ý này. Không có ý này. Chẳng lẽ lỗ tai tôi bị điếc, tôi không còn nghe rõ nữa hay sao? Phu nhân à, ý của ta là nàng biết không, ý của ta muốn nói là chính là... Ý của ông như thế nào tôi không cần biết. Tôi chỉ muốn hỏi ông, vì sao ông lại đi tham gia cuộc thi viết kinh? Chuyện này ta... Ông đừng nói là ông không đi. Ta đi. Nhưng mà ta có lý do, ta muốn làm cho gia đình mình rạng mày rạng mặt, làm cho nàng dính dữ mà thôi. Lý do này hay quá đó, đội mũ cao cho tôi à. Trách nhiệm này đẩy hết một mình tôi chịu rồi. Thiệt mà, đúng là ta có lý do mà. Cái thằng khốn Lý Cao Tài đó, nó làm nhục ta trước mặt mọi người, nói ta vô dụng, nói ta ngốc, nói ta không sanh được con, nói ta không học được kinh văn, là nghĩ ta... Cho nên, ông mới muốn lấy cô nàng bán cá về đây, nở mặt tổ đúng, tiên. Không sai. Không, phu nhân à, ý ta không phải vậy, ta thật sự muốn gia đình mình dễ dàng mà, không liên quan gì đến cô nàng bán cá đó đâu. Vậy à? Đúng. Cho nên, ông vẫn muốn tiếp tục đi tham gia cuộc thi đó. Đúng. Đương nhiên là phải đi chứ. Nhưng mà không phải để lấy cô bán cá, mà là muốn cùng Lý Cao Tài phân thắng bại. Phu nhân, nàng yên tâm, ở Kim Sa Thang này nàng là hiền thế hạng nhất hạng nhì đó. Nàng khoan hồng đại lượng, phụ đức hiền thục của nàng, cái này mọi người ai cũng biết hết. Cái hay của nàng mọi người đều nhìn thấy, nghe thấy. Ta là một người chồng trương đại thì làm sao không biết được, làm sao không biết quý trọng chứ, làm sao ta không biết được là nàng không biết không hay. Nói xong rồi bỏ đi rồi hả lão gia? Lão gia giỏi quá, ngươi còn nói nữa hả? Bình thường những trò ăn uống chơi bời nhiều nhất chính là ngươi. Vừa rồi khi phu nhân ở đây, miệng lưỡi của ngươi đâu mất rồi hả? Bị chó ăn mất rồi hả? Lão gia, chẳng phải ông không biết phu nhân là khắc tinh của tôi mà. Chỉ cần nhìn thấy phu nhân là tôi... Ngươi còn dám nói nữa hả? Không có gì. Nhưng mà lão gia, tôi thật sự là nể phục ông đó ha. Chỉ có mấy câu ngắn gọn là điểm đúng yếu điểm của phu nhân rồi. Vậy... Tất cả mọi người đều biết phu nhân là một người hiền thục. Phu nhân thích khen ngợi như thế, làm sao bà ấy có thể nổi giận được, làm cho lớn chuyện đúng không? Chiêu này hay quá, nô tài thấy mình dở quá. Trương An, dạ. Những thứ ngươi cần học còn nhiều, nhiều lắm. Lão già nói đúng đó. Đâu, nhìn kìa, nhìn kìa. Đánh ra đi, cho tôi coi với. Nhìn kìa, cho coi với. Coi đi, có biết chữ không coi. Không có tên tôi vậy. Có nhiều người thi đậu vậy sao? Không có tên tôi vậy. Cho tôi coi nữa. Sao nhiều tên quá vậy? Tránh ra, tránh ra. Có đâu, làm chèn lắm. Tránh ra, tránh ra. Chèn lắm vậy, tránh ra coi. Đây, người nhìn xem ta bị nhiều cái gì. Đó, nhìn kìa, ông nhìn thấy không? Có rồi, ta trúng rồi, trúng rồi. Lỡ giờ về ta trúng rồi. Cảm ơn. Lão gia, sao tên của Lý Cao Tài viết trước tên của ông vậy chứ? Ta, chuyện này không thể đâu, chuyện này không công bằng mà, có thiên lệch. Có tâm thiên lệch hả? Thiệt là, tên của Mã Lương cũng có trên đó kìa. Mình đậu rồi. Mình đậu thiệt rồi. Mã Lương à, ngươi là thứ không biết mắc cỡ đó nghe. Trương lão gia, ông nói tôi không biết mắc cỡ, nhưng đây là cuộc thi công khai, vì sao ông đến được còn tôi không được đến chứ? Ngươi xem tên cẩu nô tài này mới xa tắc mấy ngày mà nói chuyện với ta vậy sao hả? Ngươi gan quá hả? Trương lão gia, tôi không còn làm gì trong phủ nữa, xưng hiệu cẩu nô tài tôi không nhận được đâu. Ngươi xem tên cẩu nô tài này. Mã Lương à, cậu hay quá. Trở mặt như là lật trang sách vậy đó. Cậu nói loạn rồi mà. Tưởng ngon cơm lắm hả? Sao cậu nhìn lại mình xem đi. Tướng quân. Qua cuộc thi học thuộc kinh lần thứ nhất này,
có tất cả 19 thanh niên giết thuộc, tất cả Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm. Hay quá. 19 vị thanh niên này đã giết toàn bộ kinh văn không sai một chữ nào, vô cùng quý giá. Thưa quý vị, những vấn đề vừa rồi quý vị đưa ra chúng tôi cũng có chú ý tới, cho nên cũng nghĩ ra phương pháp để giải quyết. Bây giờ sẽ thông báo để quý vị rõ. Thưa quý vị, có nhiều người đồng ý vì tiểu nữ mà học thuộc kinh văn. Tiểu nữ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà chỉ có một mình tiểu nữ thật sự không thể làm vợ hết 19 vị thanh niên này. Cho nên bắt buộc phải chọn một người trong số này làm chồng thôi. À, cô nương à, cô nói rất đúng. Nhưng mà xin hỏi cô nương phương pháp là cách nào vậy? Cách nào vậy? Hiểu quá làm sao cách nào? Làm sao? Phương pháp rất đơn giản. Tiểu nữ ra thêm một đề nữa. Đề thi vẫn là học kinh Phật. Nhưng mà lần này học thuộc là kinh Kim Cang. Chỉ cần học thuộc toàn bộ kinh Kim Cang, 3 ngày sau đến cuộc thi mà vẫn thông qua thì người đó là chồng của tiểu nữ. Học kinh nữa sao? Quý vị đều nghe rõ cả rồi. Mời 19 vị thanh niên này trở về chuẩn bị. Thế lệ cuộc thi là để tránh có người quay cóp dở trò, cho nên chúng tôi sẽ thông báo vào ngày thi. 3 ngày sau vào giờ tỷ vẫn tập hợp ở quảng trường Thành Môn Lầu thi cử. Xin mời. Hey, con cóc mà cũng muốn ăn thịt thiên nga. Cậu nghe tôi nói đi, đừng ngu si vọng tưởng nữa. Cô nàng bán cá đó sớm buồn gì cũng là của lão già. Nhìn cậu nghèo sơ nghèo sát, suốt cuộc đời này của cậu á cũng không bao giờ sánh được đâu. Hả? Nghe rõ chưa? Quỷ nghèo. Người ta nghe rõ lời của ta nói chưa? Hả? Không biết bắt cỡ. Tức quá, tức chết đi được bà. Lão già ơi, lão già. Tức nè. Lão già, ông đừng có đập đồ nữa mà. Lão già, đừng mà. Cho dù ông có đập hết đồ của nó thì cũng chẳng tổn hại gì đến nó đâu, có đúng không? Hả? Đừng mà, sao lại tự giận mà như vậy? Trời ơi, cho dù ông có đập hết đồ của nó thì chẳng tổn hại gì đến hết cả. Lão già. Sao ông lại tự làm khổ mình như vậy chứ? Muốn hại thì hại người khác đi, có đúng vậy không? Hả? Hại bản thân nó. Đúng rồi. Ngươi nói Mã Lương. Dĩ nhiên rồi. Ngươi có cách nào? Lão già, người ta làm nhục lão gia thì cũng giống như họ đã cắt miếng thịt trong quả tim của tôi vậy đó. Chỉ cần người nào làm lão gia không vui, đương nhiên tôi phải dạy cho hắn bài học rồi, đúng không? Nói hay lắm. Không uổng công ta đã nuôi dạy ngươi bấy lâu nay. Lão già, được. Lần này tôi phải dạy cho tên cẩu nô tài Mã Lương, khiến cho hắn đau muốn chết, hại ta bị đánh vào mặt nhiều tới như vậy hả? Phu nhân, cuốn sổ bà cần tôi đã tìm thấy rồi, ở trong phòng của bà đó. Phu nhân. Có chuyện gì? Cuốn sổ bà cần tôi đã mang tới đây cho bà. Tôi để đây nha. Để đó đi. Phu nhân, mời bà dùng trà. Chuyện của cô nàng bán cá, rốt cuộc cô biết được bao nhiêu? Phu nhân, tôi có thể biết được bao nhiêu chứ?
Cô ấy thật sự đẹp như vậy sao? Phu nhân, cô ấy không có bằng bà. Cô đừng mang ta ra so sánh với cô ấy. Dạ. Một cô gái không sống ở nhà lại từ đâu xuất đầu lộ diện tới đây bán cá, khiến cho tất cả nam nhân dây lấy cô ấy thì cô ấy vui. Có phụ nữ nhà lành nào mà xuất đầu lộ diện công khai tìm chồng như vậy? Làm cho nữ nhi chúng ta mất mặt hết rồi. Rốt cuộc cô ta đã dùng mê thuật gì? Cô ta có dụng ý gì chứ? Vì sao lại tới nơi này? Ở đâu mà không bán được cá lại cứ phải tới đây? Vì sao lại dụ dỗ chồng của ta? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Phu nhân. Hạnh Hoa, chúng ta đi tới phủ tướng quân đi. Nè, đứng lại, làm gì vậy? Đứng lại. Để cho tôi vào, tôi muốn được nói chuyện với cô nàng bán cá. Không được, tướng quân nói rồi, trong thời gian thi học kinh không cho phép bất cứ người nào đến làm phiền cô ấy. Tôi chỉ vào nói với cô ấy. Tôi chỉ vào để nói. Nói gì vậy chứ? Đi. Mỗi ngày mỗi đêm có biết bao nhiêu người nam muốn gặp cô nương. Lý do như vậy á, chúng tôi đã nghe đến trăm lần rồi. Nếu cứ để cho quý vị vào á, thì mặt mũi của phủ tướng quân này á, đem dục đi đâu chứ? Tôi cái người này sao nghe vậy? Cậu mà không còn hả? Đi đi chứ. Muốn vậy? Đi. Muốn gì? Phu nhân, nhờ bà xin cho Mã Lương, để Mã Lương được vào trong. Dạ, xin chào phu nhân. Tôi muốn vào gặp cô gái bán cá một chút. Dạ, mời phu nhân vào trong. Mời phu nhân vào. Mời phu nhân ngồi. Miệng cười mà trong lòng có lưỡi đao. Cô chính là cô gái bán cá hả? Cô nương, là tôi nè, Mã Lương. Cậu đang làm gì vậy? Trương phu nhân có làm khó cô không hả? Trương phu nhân rất tốt, bà ấy không làm khó tôi đâu. Tôi định nói với cô, tôi đậu rồi, tôi đậu cuộc thi học kinh rồi. Nè, cậu cẩn thận một chút, cậu đứng như vậy rất nguy hiểm đó. Tôi sẽ không thua Trương Đại đâu. Tường cao như vậy, cậu cẩn thận, coi chừng té. Tôi sẽ bảo vệ cô. Vì cô, tôi sẽ thắng cuộc thi học kinh thứ hai này. Cô nghe rõ chưa? Tôi sẽ bảo vệ cô. Cô đương, cậu nên bảo vệ cậu trước đi. Oh, yeah.
Người ơi! Chiếc thang này tôi giữ gìn cho cậu. Trong 3 ngày thi, mang theo số này đến phủ tướng quân chúng tôi mà lấy thang về. Còn nữa, không được phép quay cóp. Tôi mà nhìn thấy cậu trèo tường lần nữa, làm những chuyện trộm gà bắt chó đó. Tôi sẽ báo lên tướng quân, để ông ấy hủy bỏ tư cách dự thi của cậu, nghe rõ chưa hả, Mã Lương? Tôi nhớ tên của cậu rồi đó. Ha, Mã Lương. Lão gia hay quá. Tên cẩu nô tài thấy sắc quên chủ này. Lão gia hay giỏi quá. Giỏi. Một tên tú tài nghèo ở Kim Sa Thang, một tên cẩu nô tài lại dám tranh người đẹp với Trương đại ta đây. Có ý đồ gì chứ? Trương An, ngươi làm cái gì vậy? Đứng lên. Lão già, đứng dậy. Nói, ta phải đối phó với hai tên hèn hạ này như thế nào đây? Nói cho người biết. Cuộc thi học kinh lần thứ hai, nhất định ta phải cho bọn chúng tan tác tơi tả. Bằng không, khó có thể tiêu trừ được sự tức giận trong lòng ta. Trời ơi, lão già. Còn đứng chơi đó làm cái gì? Nói đi, mau đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết đi, ta phải làm sao? Hiện nay ta đang rất phấn kích. Cuộc thi học kinh lần thứ hai này, nhất định ta phải đánh bại bọn chúng. Đánh bại bọn chúng. Trương An. Dạ. Huynh đệ của ta. Dạ đúng, huynh đệ. Mau đem kế hoạch của ngươi nói ra đi. Nói, nói đi. Ta phải làm sao đây? Nói! Nói! Muốn thắng cuộc thi lần này, bắt buộc chúng ta phải làm trước hai việc. Thứ nhất! Thứ nhất, chính là ở chỗ biết được thể lệ cuộc thi trước người khác, chế địch. Thứ hai! Chính là phải tìm ra cái có sức mạnh nhất để uy hiếp địch thủ. Sau đó sẽ đối phó với chúng. Có lý. Theo nô tài thì cuộc thi lần này người có đủ sức uy hiếp chỉ có hai người thôi. Thứ nhất chính là tên ở Kim Sa Thang này, người dạng người mê Lý Cao Tài khốn kiếp. Thứ hai chính là tên không có nghĩa khí, vô nhân tính, cẩu nô tài ăn cái táo rào cái sung Mã Lương. Hey, nói rất hay. Vô dụng. Toàn là những lời vô dụng. Ta cần phương án kìa. Lão gia, ông đã hận bọn chúng tận xương tủy rồi. Nếu chỉ có thể chỉ thắng ở cuộc thi học kinh á, thì làm sao đủ, đúng không? Muốn cho bọn chúng thua thì phải cho bọn chúng thua thê thảm luôn. Nô tài suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu như chúng ta muốn làm nhục kẻ địch đến cùng, phương pháp tốt nhất chính là... Là gì? Lấy đi những thứ bọn chúng coi trọng nhất. Lão gia, ông nghĩ coi bọn chúng coi trọng nhất là cái gì chứ? Lý Cao Tài, tên nghèo khốn đó. Ừ. Coi trọng nhất là... thể diện. Đúng rồi. Còn Mã Lương? Tên cẩu nô tài Mã Lương đó. Nàng bán cá. Đúng luôn. Lão già nói đúng đó. Chúng ta làm như vậy, làm cho nó chết luôn. Cho nó chết. Thầy có biết không, trong cuộc thi ngày hôm nay có rất nhiều người quay có. Nhưng mà con vẫn không bị ảnh hưởng, đã viết được hết cuốn kinh đó. Chưa bao giờ con nghĩ rằng con có thể thi đậu được cuộc thi học kinh này. Tất cả là nhờ thầy đó. Cảm ơn thầy. Đừng khách sáo. Thi đậu cuộc thi lần này khiến cô cảm thấy ông trời đã âm thầm sắp đặt tất cả mọi chuyện. Chuyện cô nàng bán cá, chính ông trời đã cho con có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
để cô bù đắp lại những lỗi lầm đã sai phạm ngày xưa. Bằng không, hai người làm sao lại giống nhau như đúc được chứ? Thầy từng nói, ông trời sẽ cho con người cơ hội đúng không hả? Cậu nói đúng là đúng. Sai lầm ngày xưa có thể bù đắp được. Chỉ cần cô chịu cố gắng thì có thể bù đắp được tất cả. Xin thầy dạy con nữa đi. Xin thầy dạy con học thuộc kinh văn đi. Cô xin thầy. Cậu đã thông qua cuộc thi học kinh rồi mà. Nhưng mà con chỉ là một trong những người thi đậu thôi, vẫn còn phải học kinh nữa mà. Cô xin thầy. Cậu cố chấp thật đó. Ta hỏi cậu, cô nàng bán cá thật sự quan trọng như vậy sao? Vì sao phải cố gắng cưới cho được cô ấy? Không phải con muốn cưới cô ấy, con chỉ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi. Bởi vì cô ấy rất giống người xưa của con. Đáng tiếc cô ấy lại không phải người xưa của cậu. Hơn nữa, miệng cậu nói là bảo vệ, điều đó cô nàng bán cá thật sự cần chăng? Con không muốn để cho cô ấy rơi vào bàn tay của Trương Đại, bởi vì con người Trương Đại háo sắc, tam thê tứ thiếp, lại chẳng chung tình, sẽ hại cô ấy đó. Thầy cũng thấy, ông ấy vì để thắng được cuộc thi học kinh lần này đã không ngừng thủ đoạn mà. Biết đâu lần này Trương Đại thật tình đó. Biết đâu Trương Đại sẽ đối xử tốt như cô ấy. Và biết đâu cuộc thi lần này Trương Đại không đậu. Nếu quả thật là như vậy thì cậu lo lắng làm gì? Nếu như cậu thật lòng muốn cưới cô nàng bán cá thì cậu đâu cần gây rối trong đó, làm loạn cuộc đời cô ấy. Nếu như cậu chỉ vì hoài niệm cố nhân của mình mà lao vào cô ấy, nhưng mà cô ấy và cố nhân của cậu hoàn toàn không thay thế nhau được. Con... Cẩn thận phạm phải chấp trước ngã kiến mà chuốc lấy phiền não vô minh. Cô nàng bán cá, biết đâu trong cuộc thi lần này thật sự tìm được người thích hợp cho mình. Cho nên ta thấy chuyện của cô nàng bán cá không liên quan gì đến cậu. Cậu và ta không nên nhúng tay vào. Trừ phi cậu thật sự yêu cô ấy, muốn cưới cô ấy. Tóm lại thầy không chịu học theo hành từ bi của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, không chịu cứu cô nàng bán cá, không chịu dạy con sao? Thế vì sao cậu không học Quán Âm Bồ Tát trong Kinh Phổ Môn? Tuy tại phàm trần cứu độ chúng sanh khổ não, nhưng không bị khổ não của nhân gian làm não hại. Thiếu gia, cậu thông qua cuộc thi học kinh văn nhẹ nhàng như vậy á, để đi trên đường thấy mọi người vô cùng thắng phục cậu, để cảm thấy nở mặt nở mày. Thiếu gia, cờ của đệ. Nè, ai biểu ngươi không có định lực, tâm không ở đây? Đệ đâu có, đệ chỉ làm mừng cho thiếu gia cậu thôi mà. Còn cãi nữa. Chúng ta chỉ tham gia một cuộc thi nhỏ thôi, chỉ học thuộc có vài câu kinh tội nghiệp, có gì là đáng ngạc nhiên đâu. Cũng phải. Thiếu gia, Kim Sa Thang của chúng ta có 19 người thông qua cuộc thi. Đệ không hiểu những người không ra gì đó mà cũng học thuộc được kinh văn sao? Cái này gọi là tình dục. Tiểu Lục nè, trải qua sự việc này ngươi mới hiểu được tình dục của con người thật đáng sợ và thật mãnh liệt. Dạ, vẫn biết rằng cuộc thi kinh văn lần này là vì mỹ nữ là một chuyện thật ngu xuẩn, nhưng vẫn có người chen nhau sức đầu mẻ trán cũng vẫn muốn đi. Cũng may Kim Sa Thang của chúng ta còn có thiếu gia. Cậu tham gia cuộc thi không phải là để tranh người đẹp,
chỉ là muốn lấy lại danh dự của làng sớm. Nếu như họ biết được tấm lòng của cậu á, nhất định sẽ càng thấy hổ thẹn hơn nữa cho con. Tiểu Lục à, sao ngươi lại không nhẫn nhịn được nữa rồi? Chúng ta làm việc tốt cần phải khoe khoang sao? Chúng ta không thiếu danh phận đó, hiểu chưa nào? Thiếu gia, lúc mà đệ coi danh sách đó, phát hiện Trương Đại cũng đậu nữa. Trương Đại đó, cậu biết không? Đệ không tin cái đầu dốc đặc của ông ấy á, mà có thể học thuộc được kinh văn. Chắc chắn nó giở trò trong đó, chắc hẳn là ổng đã gian lận. Ông ta có giở trò gì đi chăng nữa, cũng chỉ là tên Ngộ Không, vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi lòng bàn tay Như Lai của cậu đâu. Tiểu Lục à, ngươi nhìn xem, vừa nói xong ngươi lại phạm nữa rồi. Câu này nếu để người khác nghe được thì lại cho rằng Lý Cao Tài ta kiêu ngạo tự đại, xem thường người khác. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Dạ thiếu gia, cậu từng nói làm người phải khiêm hạ. Sách có thể đọc nhiều nhưng không được nói bậy. Phải nhớ kỹ đó. Dạ thiếu gia. Có tiếng gì vậy? Chắc là gió đó. Để đi đóng cửa sổ lại. Lão gia, ông đi chậm thôi, chờ tôi với. Lão gia, lão gia, lão gia. Trời ơi, tên Lý Cao Tài đó là gì? Nó là cái gì chứ? Là hạng người gì? Lại để cho tên nô tài phê bình ta, nó hiểu cái gì chứ? Trời ơi, tức. Lão gia, ông đừng có giận mà. Tục ngữ nói rất hay, quân tử báo thù 3 năm chưa trễ. Đã 3 năm, chỉ chờ có 3 ngày nữa thôi. Lão gia, ông cứ yên tâm đi. Tên Lý Cao Tài này hả? Chỉ cần sau cuộc thi này á, bảo đảm hắn sẽ rất là thê thảm đó. Ông đừng quên là chúng ta đã đưa cho hắn kinh Kim Cang thêm hương vị rồi. Mỗi một trang ở trong này á, tôi đều bôi lên một lớp bột ba đậu rất là dày. Chỉ cần hắn đụng vào lật ra. Đúng rồi. Đụng vào đúng, lật ra. Đúng luôn. Đụng vào lật ra. Bảo đảm hắn sẽ bị Tào Tháo rượt không có chịu nổi luôn. Thiên tài quá thành chuẩn tài. Chỉ cần hắn càng cố gắng học, đọc càng nhiều thì hắn sẽ càng đau. Đến cái ngày thi hôm đó, bảo đảm hắn sẽ bị Tào Tháo rượt ghê gớm luôn đó. Hay quá, hay quá. Hay quá. Ê, thì bà tiếp theo đó làm gì? Tiếp theo đó làm cái gì? Hả? Tiếp theo đó, hai việc này có vẻ đẫm máu, bạo lực và quyền nghi đó. Đẫm máu, bạo lực và quyền nghi, nghĩa là sao? Ông muốn nghe trước bài ăn trộm quyền nghi hay là bài mã lương bạo lực vậy? Tùy ngươi, tùy ngươi. Thôi, nói về bài ăn trộm quyền nghi trước đi. Được. Hả? Quyền nghi chính là đến phủ tướng quân thăm dò xem thể lệ cuộc thi như thế nào đã. Ông nghe tôi nói nha, chúng ta... Ê, lão huynh, vì mà tôi giờ mấy huynh á, phải làm cho cẩn thận đó. Ê, đúng, nếu ai nhìn thấy thì phải nhớ không có đường nương tay nha. Sự việc phải giải quyết cho xong đó. Nghe rõ chưa? Tôi không phụ lòng các vị đâu. Khá lắm đó, khá lắm đó. Mà... nè, xong việc rồi. Tôi đi ha, tôi đi ha. Tôi đi ha. Đồi tiền chứ gì. Thiệt là. Đây nè. Được chưa? Được chưa? Được. Xong rồi ha. Đi ha. Được rồi. Bây giờ tôi đi ha. Phải làm cho tốt đó. Được rồi. Xin chào. Tường cao lắm, cậu cẩn thận một chút, coi chừng té. Cô nàng bán cá này, chắc chắn là ông trời đã cho mình cơ hội để mình bù đắp lại lỗi lầm đã sai phạm ngày xưa. Bằng không thì trên cuộc đời này sao lại có hai người giống nhau như đúc được chứ?
Bà Lương à, tâm cậu không định, cậu đang phiền muộn chuyện gì vậy? Thầy không cần phải lo đâu. Chẳng phải ta nói cậu tâm không định, đừng nói là học thuộc kinh văn, đọc có hiểu hay không cũng là cả vấn đề rồi. Hà dĩ cố thì chưa chúng sanh, nhược tâm thủ tướng, cập di chấp ngã nhân, chúng sanh, thọ giả. Nhược thủ pháp tướng, cập di chấp ngã nhân, chúng sanh, thọ giả. Hà dĩ cố. Nè, sao thầy nhìn con chầm chầm như vậy chứ? Ta đứng một bên nhìn cậu học thuộc kinh, thấy trong lòng cậu khi vui khi buồn, bồi hồi ngay giữa chỗ buồn vui, không thể định tâm được. Thấy cậu như vậy khiến ta nhớ đến đoạn kinh mà cậu vừa mới đọc. Cái gọi là vô ngã tướng chính là siêu việt đến sự chấp trước của chính mình. Vô nhân tướng là không thấy người khác và mình đối lập tồn tại. Vô chúng sanh tướng chính là lấy bình đẳng quán để nhìn tất cả, không dùng tâm so sánh để suy bì, để đo lường chúng sinh. Vô thọ giả tướng là muốn chúng ta bỏ hết chấp trước đối với ngã nhân chúng sanh, chẳng nên tiếp tục tìm cầu ba cái này không ngừng, vĩnh hằng bất biến. Bốn tướng trong kinh Kim Cang trên thực tế đều do tâm biến hiện mà thôi. Mã Lương, cậu có thể nhìn thấy cậu được không? Dạ không thấy. Nhưng cậu từng thấy đúng không? Con thấy trong gương. Vậy cái bóng trong gương chính là cậu à? Không phải, con ở bên ngoài cái gương. Ừ, đúng vậy. Cái gương giúp cho chúng ta nhìn rõ chính mình. Nếu như không nhờ vào cảnh giới bên ngoài thì làm sao chúng ta có thể nhìn thấy tâm của mình được? Kinh Kim Cang có dạy: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Giống như cái bóng ở trong nước, nó không chân thật tồn tại. Quan trọng là tâm của cậu. Tâm của con sao? Đức Phật dạy tâm sanh thập pháp giới, là Phật, là quỷ, là người, là A-tu-la, đều chỉ trong một niệm. Thầy đang châm biếm con đó hả? Không, ta ví dụ cho cậu hiểu thôi. Hiện nay cái tâm cậu học thuộc kinh Kim Cang, nghĩ tới lúc cô đàn bán cá tốt với cậu, tâm của cậu giống như đang ở trên thiên đường vậy. Nhưng nghĩ đến việc xấu xa của Trương Đại, trong lòng sinh khởi trạng thái sân giận tranh đấu, muốn so tài với ông ta. Tâm như vậy chẳng phải giống như Atula tranh cường háo thắng sao? Tâm như vậy vĩnh viễn không thể đạt được siêu thoát. Mau nhìn rõ đi, chính ngôi chùa này đây. Đi mau lên. Sao kỳ vậy, có ma hả? Sao đi hoài mà không đến ngôi chùa đó? A Lăng. Dì nè, dì để thắng được cuộc thi học kinh, nhất định tôi sẽ hạ quyết tâm
học thuộc kinh văn. Phu nhân, nước rửa chân của bà xong rồi. Điều kiện của cô đã tốt như vậy, ta nghĩ chỉ cần cô đồng ý, bất cứ bà Mai nào ở Kim Sa Thang này đều có thể tìm được cho cô một người chồng tốt. Vì sao cô phải xuất đầu lộ diện như vậy để cử hành cuộc thi học kinh chứ? Chẳng lẽ cô không biết rằng rất nhiều người nam tâm không tịnh đã không chịu nổi sự dẫn dụ của cô? Cô có biết không, chồng của ta, ông ấy đối với cô đã điên cuồng tới nỗi quên đi trách nhiệm đối với gia đình. Phu nhân, tôi không hề quen biết chồng của bà. Đối với tôi, ông ấy chỉ là một trong nhiều người mà thôi. Nhưng mà tôi không hề có ý thúc đẩy chuyện gì, tất cả đều do nhân duyên sở tụ, cho nên mới có cuộc thi học thuộc kinh này. Bà nói chồng bà vì cuộc thi học thuộc kinh lần này mà đã quên đi trách nhiệm với gia đình. Nhưng bà nên biết rằng tôi không thể quản tâm của ông ấy được. Tâm của mỗi người do chính bản thân người đó có thể làm chủ. Ông ấy là chồng của bà, chắc là bà hiểu ông ấy hơn tôi chứ. Nhưng mà cô không nên làm địch thủ của tôi. Phu nhân, không phải như vậy đâu. Không có ai làm địch thủ của bà. Chính xác mà nói, chính tâm của mình mới là địch thủ lớn nhất của chính mình. Chính tâm của mình mới là địch thủ lớn nhất của chính mình. Ông ấy là chồng mình, mình phải hiểu ông ấy nhiều hơn. Cô nàng bán cá nói rất đúng. Mình luôn cho rằng ông ấy là người quan trọng nhất trong tâm mình, nhưng ông ấy đã đối xử với mình như thế nào? Phu nhân, phu nhân, nước rửa chân của bà xong rồi. Cô ra ngoài trước đi. Dạ. Miệng ông ta xoa dịu mình, nhưng còn tâm ông ấy, thề thiếp cưới hết người này tới người khác, lậu xanh đi hết nhà này tới nhà khác. Nếu như ông ấy thật sự thương mình giống như mình thương ông ấy vậy, thì ông ấy sẽ không... Thì ra ông ấy không bao giờ để tâm tới mình. Tất cả chỉ là mình đang lường gạt chính mình mà thôi. Có sao không? Ướt hết rồi. Không sao, không sao. Ủa, áo hết rồi, bà nhìn ông xem. Mau về phòng thay quần áo đi. Về phòng của ông mà thay. Tôi đang phiền, muốn một mình yên tĩnh một chút. Được. Trời ơi, sao ngươi dám hù dọa ta? Nửa đêm nửa hôm lén lén lúc lúc đi đâu vậy? Tôi đau bụng quá, đi vệ sinh đó. Đi vệ sinh còn phải lén lúc vậy sao? Thiệt là lão gia, ông làm sao vậy? Sao mà ướt hết trơn vậy? Đi, không cần hỏi, không cần hỏi. Làm sao vậy? Nước rửa chân của phu nhân. Nước rửa chân hả? Thiệt là có chuyện gì vậy? Nếu bà ta biết được có chuyện gì thì tốt rồi, đúng là xui xẻo à. Không xong rồi. Cái gì không xong vậy? Ta hỏi ngươi nè, phu nhân có đuổi ta khi nào không?
Ý ta muốn nói là khi ngủ trong phòng của bà ấy. Không có. Vậy có khi nào phu nhân không cho ta rửa chân cho bà ấy không? Lão già, ông đang đùa mà. Chẳng phải phu nhân thích nhất là được ông rửa chân cho bà ấy sao? Nhưng mà hôm nay bà ấy từ chối ta hai việc đó. Có khi nào trong lòng bà ấy có gì thay đổi chăng? Trong lòng thay đổi? Lão già, ông lo lắng quá đó. Tâm của người nữ mà thay đổi liên tục giống như là thời tiết gì đó. Có đúng không? Đúng vậy. Ta quên mất bà ấy cũng là phụ nữ. Đúng rồi. Lão già, có thể bà ấy giở trò gì đó để cho lão già chú ý mà thôi. Đúng không? Thiệt không? Thiệt mà. Có lý. Nói rất có lý. Lão già, tôi có một việc quên nói với ông đó. Tôi thăm dò được thể lệ của cuộc thi đó rồi. Thiệt hả? Dạ. Vậy thi cử gì? Bốc thăm. Bốc thăm? Bốc thăm sao? Thì giống bọn trẻ gì đó. Là bạc tồn. Vậy mà bốc thăm. Ông biết chứ. Lão già, ông cứ yên tâm. Tôi đã làm xong phương án phá giải rồi. Chỉ cần ông yên tâm đến tham dự cuộc thi, chắc chắn là không có vấn đề gì hết đó. Tao biết mà. Hay quá, nhờ ngươi là chắc ăn nhất đó nghe. Cảm ơn lão già khen ngợi. Trời lạnh rồi, hay lão già có cần đi thay quần áo khác không? Đúng vậy. Dạ. Ngươi làm sao vậy? Đau bụng. Làm sao vậy? Đau bụng quá. Đau. Vậy thì mau đi đến chỗ nhà vệ sinh đó. Dạ, nhà vệ sinh. Ta đi thay đồ đây. Dạ. Lão già không tiễn nha. Không cần tiễn chân đâu. Trương An à? Dạ. Không có gì. Không sao. Không thiếu một cách nào. Trương đại. Tôi đặt chắc chắn Trương Đại sẽ thắng. Trương Đại sẽ thắng. Trương Đại đóng tốt làm sao mà thắng được chứ? Theo tôi nghĩ, Lý Cao Tài ở Kim Sa Thang này có nhiều cơ hội hơn đó. Đúng vậy. Lý Cao Tài có nhiều cơ hội hơn. Lý Cao Tài đi. Đúng rồi, đặt cho Lý Cao Tài đi. Đặt Lý Cao Tài đi. Đây không phải là Trương An sao? Thế nào, cậu đặt lão gia nhà cậu thắng hả? Trương Huynh, tôi thấy Huynh nên suy nghĩ kỹ đi. Luận về cuộc thi học kinh đó, tôi thấy Lý Cao Tài có phần chắc ăn hơn đó. Nói sai rồi. Tuy Lý Cao Tài học rộng nhớ dai, nhưng nói về phần nghệ thuật thì không thể nào so sánh với lão gia nhà chúng tôi được đâu. Nói cho mấy người biết nha, lão gia nhà chúng tôi lần này nắm chắc trong tay 10 phần đó. Chẳng phải tôi nói khoe khoang gì, nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, tôi đối với lão gia của chúng tôi lần này rất là tin tưởng đó. Thiệt hả? Tin tôi đi. Lần này Lý Cao Tài tuyệt đối không thể nào thắng. Đặt Trương Đại. Đặt Trương Đại đi. Thank you.
Trương Đại Giỏi. Muốn cá độ thì nhanh lên, người thắng là Trương Đại, là Lý Cao Tài hay là Thất Đại Hắc Mã đó. Suy nghĩ kỹ rồi đặt cọc mau lên đi, đặt cọc mau lên. Đặt xuống xong phải lấy tay ra liền. Đặt xuống xong phải lấy tay ra ngay, biết chưa? Đặt xuống xong phải lấy tay ra ngay. Trương Đại giỏi. Cảm ơn. Cảm ơn. Giờ phía trong được gì giờ phía trước. Cảm ơn nhiều. Má chẳng phải ngươi nói là Mã Lương. Ha, tình hình này đúng tôi mà nói là ngoài ý muốn đó. Ngoài ý muốn. Cảm ơn. Hôm nay tôi rất vui, nhiều người dân ở Kim Sa Thang đến tham dự cuộc thi học thuộc kinh lần này. Tôi và tất cả quý vị sẽ vì cuộc thi này vừa làm trọng tài vừa làm người làm chứng. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự đông đủ. Được rồi, bây giờ những người đứng trên đây chính là những người đã thông qua cuộc thi lần thứ nhất. Sao Lý Cao Tài vẫn chưa tới à? Cái gì vậy? Đến tham dự cuộc thi mà còn không đúng giờ thì coi như cậu ấy mất quyền lợi. Tướng quân, cho phép tại hạ nói. Có chuyện gì nói đi. Cảm ơn tướng quân. Tướng quân vừa mới nói định xóa bỏ tư cách dự thi của Lý Cao Tài. Tại hạ nghĩ rằng Lý Cao Tài chắc chắn là vì cố gắng học bài cho cuộc thi học thuộc kinh ngày hôm nay, cho nên học suốt đêm, sáng dậy ngủ quên. Con người không phải là bậc thánh thì làm sao mà không có lỗi được. Chúng ta cũng đồng ý chờ hắn ta một chút, có được không nào? Chờ một chút thôi. Chờ một chút cũng được. Cũng phải. Mấy khi quý vị có tấm lòng như vậy, thôi được, chúng ta sẽ đợi Lý Tú Tài thêm một khắc nữa rồi sẽ thi. Tôi đến rồi. Hả? Có sao không vậy Lý Tú Tài? Cẩn thận, cậu có sao không? Cảm ơn tướng quân. Nói ở nhà đi, chắc lại bị bệnh rồi. Sức khỏe của tôi không sao cả, chỉ bệnh một chút thôi, làm mất thời gian của quý vị, tôi xin lỗi. Cảm ơn Trường lão gia đã giữ lại tư cách dự thi giúp tôi. Không có gì, không có gì. Tướng quân, bắt đầu cuộc thi đi. Cậu có sao không? Tôi không sao. Mời cô nương tuyên bố thể lễ cuộc thi đi. Vâng. Cuộc thi lần này sử dụng phương pháp bốc thăm. Các vị dự thi thay phiên nhau đọc, mỗi người ít nhất phải đọc 2 câu, sau đó lập tức chỉ định người kế tiếp. Thiện tài, như nhữ sở thuyết, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Số 9. Như Kim Đế Thính, Du Nhữ Sở Thuyết, Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Số 7. Tu Bồ Đề. Đi ra. Đi ra. Hả? Đi ra đây. Tu. Đi ra. Trời ơi. Số 6. Tôi. Đi ra. Đi ra. Ê. Đi ra. Ê. Đi ra.
Hay. Đi ra. Tu Bồ Đề. Nếu Bồ Tát thông đạt vô ngã pháp giả, Như Lai thuyết minh chân thị Bồ Tát. Số 1. Số 1. Tôi hả? Như Lai thuyết minh chân thị Bồ Tát. Như Lai thuyết minh chân thị Bồ Tát. Bồ Tát. Tu Bồ Đề. Ư ý dân hà. Như Lai hữu nhục nhãn phủ. Như thị Thế Tôn. Như Lai hữu nhục nhãn. Tư Bồ Đề. Ư ý dân hà. Số 17. Như Lai hữu thiên nhãn phủ. Như thị Thế Tôn. Tu Bồ Đề. Ư ý dân hà. Như Lai hữu huệ nhãn phủ. Như thị Thế Tôn. Như Lai hữu huệ nhãn. Số 1. Sao lại ta nữa hả? Có rồi. Tu Bồ Đề. Ư ý dân hà. Tư Bồ Đề. Ư ý dân hà. Như Lai hữu pháp nhãn phủ. Như Lai hữu pháp nhãn phủ. Như thị Thế Tôn. Như thị Thế Tôn. Như Lai hữu pháp nhãn. Như Lai hữu pháp nhãn. Tu Bồ Đề. Ư ý dân tu hà. Tu Bồ Đề. Ư ý dân Như hà. Lai hữu Phật nhãn phủ. Như Lai hữu Phật nhãn phủ. Như thị Thế Tôn. Như thị Thế Tôn. Số 10. Như Lai hữu Phật nhãn. Phật thuyết Thụy Kinh Dĩ. Trưởng lão Tu Bồ Đề. Cập chư Tỳ kheo. Tỳ kheo ni. Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Di. Nhất thiết thế gian. Thiên nhân Atula. Văn Phật sở thuyết. Giai đại hoan hỷ. Tính thọ phụng hành. Hay quá. Hay lắm. Ba vị đã lần lượt đọc hết kinh Kim Cang, không còn sót một chữ nào. Ba vị có thể nói là không phân sang hèn tốt xấu, đều là nhân tài của Kim Sa Thang. Nhưng mà cuộc thi ngày hôm nay cuối cùng vẫn chưa chọn ra được một người nào thích hợp. Không biết cô nương có suy nghĩ thế nào? Một mình tôi thì không thể lấy hết cả ba vị này, cho nên... Ê, cô nương à, chắc là cô không bắt chúng tôi học lại kinh văn nữa chứ. Cô nương à, cô nhìn xem, tên thư sinh nghèo đó, hắn vốn không có ý muốn cưới cô. Còn tên này, hắn không nuôi nổi cô, chỉ có tôi, tại hạ đây, có thể làm cho cô đại phú, đại quý, cuộc sống sung túc không phải âu sầu. Cô nương à, đâu cần phải phiền phức, vậy chọn ngay tôi là được rồi. Nè, ông nói vậy nghĩa là sao chứ? Không được, tôi làm như vậy thì đối với hai vị này quá bất công. Ừ. Bất luận họ có suy nghĩ như thế nào, nhưng họ đã tham gia cuộc thi học thuật kinh lần này, quy tắc trước kia vẫn phải tuân thủ. Ừ, ý của cô nương là... Cuộc thi lần thứ ba vẫn là học thuật kinh. Nhưng mà... Lần này học thuật kinh pháp qua. Bộ kinh này là một bộ kinh hiếm có, cho nên để tôi chuẩn bị cho. Phiền tướng quân phái người mang đến phủ cho ba vị này. Còn thời gian thì... Nè, thiếu gia, có sao không gia, vậy? Thiếu gia, cẩn thận đó. Thiếu gia, mau đỡ cậu ta chạy. Thiếu gia. Tướng quân, tôi muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh hả? Được, vậy đi mau đi. Tôi... Nếu có tin tức gì mới, ta sẽ phái người thông báo cho cậu biết. Cảm ơn tướng quân. Mau đi. Cẩn thận. Thiếu gia. Trưởng lão gia giỏi quá. Ê, đây chẳng phải là Lý Tú Tài sao hả? Ý trời ơi, sao mặt mày nhợt nhạt vậy? Làm sao vậy? Hèn chi cho cậu mấy miếng nè. Lấy giấy này mà giữ dùng đi. Một sắp luôn nè, cầm đi. Không cần nữa đâu. Bằng rồi viết chữ lớn quá, quầy cấp đến mức độ như vậy. Đúng là phong cách của Trương Đại Lão Gia.
Trương đại lão gia, sự hòa thuận của gia đình ông chính là nhờ vào sự quay cấp siêu đẳng của ông để duy trì hả? Lý Tú Tài à, ngươi đang nói cái gì vậy hả? Nếu biết được mấy cái bột bả đậu mà hắn không chết thì ta cho thuốc nặng hơn chút rồi. Hay cho Trương đại, ông thật là vô lương tâm, dám cho thiếu gia nhà tôi bột bả đậu hả? Làm gì? Sao chứ? Cho bột bả đậu thì sao chứ? Không cho ngươi thạch tính là khá lắm rồi. Sao? Được. Tôi đã biết được nguyên nhân mình bị đau bụng, thì tôi càng không thể để ông cưới được cô nàng bán cá. Trường đại lão gia, tôi nói cho ông biết, Kim Sa Thang này chỉ cần một ngày còn có Lý Câu Tài thì ông đừng hòng thắng được cuộc thi này. Ta cũng nói cho ngươi biết, chỉ cần có Trương đại một ngày thì nhất định ta sẽ cưới được nàng bán cá. Đừng có hòng. Ừ. Vì tôi nhất định sẽ thắng ở cuộc thi này. Tự tin quá đó. Nếu như ngươi không thắng được thì sao đây? Thì tôi sẽ học tiếng chó sủa, đi quanh thành 3 vòng, gỡ bỏ danh tiếng tài tử. Hay. Nếu như Trường đại lão gia đây ông thua thì sao? Chúng ta cá độ cái gì chứ? Vậy thì cá suốt đời ta làm kẻ ăn mày được chưa nào? Lão gia không được đâu. Thấy được không? Sao? Sao? Quyết định như vậy. Được. Thì quyết định vậy đi. Đừng chờ mừng sớm. Trời ơi, tội gì? Tôi nói cho ông biết, tôi bắt đầu từ hôm nay. Ngày hôm nay, ông mau trở về, cất kỹ cái bát mẻ nhà ông đi. Tôi lo cho ông, tôi chỉ lo cho ông đến lúc làm kẻ ăn mày, ngay cả tên này cũng không dẫn theo được. Không có cơm ăn nữa. Tiểu Lục, chúng ta đi thôi. Đi ngang. Nhưng mà trở về bà học chó sủa trước đi. Không hiểu gì hết trơn à. Lão gia sao vậy? Hả? Sao vậy? Đó chẳng phải là Mã Lương sao? Đúng, là hắn đó. Tên tiểu tử này, ngươi dẫn theo người đi dạy cho hắn một bài học cho ta. Dạ. Đi. Đi theo. Mãi vô. Mau lên phía trước kìa. Được. Ở đó kìa, đuổi theo. Đâu, Thank you.
phu nhân, phu phu nhân tìm ta có việc gì vậy? Hạnh Hoa tôi bé nhỏ, làm sao biết được phu nhân tìm ông có việc gì chứ? Phiền ông về phủ một chuyến vậy. Về nhà. Mời. Chờ một chút. Dừng lại. Chờ một chút. Cô nương, là tôi, Mã Lương đây. Mã Lương. Cậu chặn đầu xe làm gì chứ? Muốn chết hả? Tránh ra. Cô nương, nghe tại hạ nói có được không? Sao đứng ngay ra vậy? Cậu chặn xe ngựa của tôi, chẳng phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Cậu cứ nói đi. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng chắc chắn tôi sẽ thắng được cuộc thi học thuộc kinh. Cậu nói rồi mà. Không, vì cô tôi sẽ cố gắng học thuộc kinh. Tôi sẽ không để cho Trương Đại hủy hoại cuộc đời của cô đâu. Cho nên nhất định cô phải tin tưởng ở tôi. Chắc chắn tôi sẽ thắng được cuộc thi học kinh. Cô đừng có hiểu lầm nha. Không phải tôi bắt cô phải lấy tôi. Cô cứ yên tâm. Ý của tôi muốn nói là dù tôi có thắng cuộc thi học kinh, Cô vẫn có thể sống cuộc sống mà cô muốn. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Hôm nay tôi nói với cô những lời này là vì muốn để cô yên tâm hơn. Tôi không hề lo lắng thì đâu cần phải yên tâm. Nhưng mà tôi... Tôi nói rồi, ai thắng được cuộc thi học thuộc kinh thì người đó chính là có duyên với tôi. Nếu như cậu thắng được cuộc thi học kinh này, đương nhiên tôi sẽ lấy cậu. Có gì là đồng ý hay không đồng ý đâu chứ. Trừ phi cậu không muốn cưới tôi. Tôi không có. Đừng lo, tấm lòng của cậu tôi hiểu mà. Cây trâm cài đẹp quá, định tặng cho tôi sao? Cảm ơn. Có đẹp không? Tiểu Mai. Sao vậy? Cậu nhớ tới chuyện gì hả? Không. Không sao. Đẹp không? Đẹp. Đẹp lắm. Tôi hả? Phu nhân à, tôi lão vợ chồng ta nói chuyện, ngươi có tư cách gì xen vào? Ra ngoài. Dạ. Ngồi đi, đừng gò bó. Đây cũng là nhà của ông mà, đâu cần phải cúm núm như vậy. Nghe nói ông đã thông qua được cuộc thi học kinh lần thứ hai. Phu nhân à, sao bà lại đề cập đến chuyện này vậy? Kỳ thật tham gia cuộc thi học kinh là vì muốn cho Lý phủ nổi tiếng mà, vì thể diện của phu nhân, cho nên tôi. Cho nên nghe nói ông đã thông qua cuộc thi lần thứ hai, tôi rất vui mừng. Hả? Trương Đại. Hả? Phu nhân à, tôi với ông làm phu thê cũng mười mấy năm rồi đúng không? Đúng vậy. Tôi biết những năm gần đây trong lòng ông đối với tôi
chưa bao giờ được thư thả. Phu nhân à, sao bà lại nói như vậy? Tôi biết bản thân mình, tôi dữ dằn, tôi mạnh dạn, tôi quản ông. Ông cảm thấy rất phiền phức, nhưng vì ông sợ tôi nên không dám làm gì. Trương Đại, chẳng phải tôi tìm lý do biện minh cho mình. Tôi làm như vậy hoàn toàn là vì tôi coi trọng ông. Tôi biết mà, tôi... Không, ông không hiểu đâu. Trương Đại, tuy ông ở rể trong phủ Lý nhà tôi, nhưng mà tôi không hề xem thường ông chút nào. Tôi không thể ngờ rằng dùng tiền tài nhà mình để cho ông đổi lấy quyền lợi làm chồng của tôi. Trong lòng tôi xem ông là một phần của tôi. Tôi thật sự rất muốn quý trọng ông. Trương Đại, có người con gái nào xuất đầu lộ diện như vậy, dâng lên hết tất cả gia tài của nhà mình? Tôi cũng chỉ là một nữ nhi, tôi cũng muốn gục đầu dựa vào bờ vai cứng cáp mà an vui sống qua ngày. Nhưng mà ông... Tôi biết, tôi không làm nên chuyện gì. Tôi là người không tốt mà. Tôi là người không tốt. Vấn đề không phải là ở chỗ này. Ông không làm được thì tôi làm. Đó là cách suy nghĩ của tôi. Chỉ cần ông tốt với tôi, tôi nghĩ chỉ cần tôi làm được thì tôi sẽ cố gắng làm hết mình. Chỉ cần ông tốt với tôi thì bỏ qua mọi chuyện. Đó chắc cũng là số của tôi vậy. Tú Tú à, nhất định tôi sẽ tốt với bà mà. Ông tốt với tôi đó chứ, nhưng đó chỉ là trò vờ dịch cho qua chuyện thôi. Không đâu, không phải như vậy đâu. Trương Đại, tôi nói cho ông biết, Lý Cao Tài có thắng hay không, phủ Lý có mất mặt hay không, tôi chẳng hề quan tâm. Tôi muốn ông lập tức từ bỏ cuộc thi. Ông đồng ý không? Phu nhân à, không thể như vậy đâu. Tôi đã thông qua 2 lần thi rồi, phải tốn biết bao nhiêu là sức lực, khó khăn lắm đó. Tôi không quan tâm tới những thứ đó. Nếu như ông thật sự thương tôi thì tôi muốn ông lập tức từ bỏ cuộc thi, thế nào? Không được đâu, như vậy thì uổng lắm. Được, được, tôi hiểu rồi. Trương Đại, hôm nay chúng ta đã nói rõ mọi chuyện như vậy. Nếu như ông muốn tiếp tục tham gia cuộc thi, được thôi. Nhưng mà tôi ra một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Cá cược với tôi. Cá cược? Ông có thể tiếp tục tham gia cuộc thi, nhưng mà nhất định phải thắng. Nếu như ông thắng được cuộc thi, chẳng những có thể cưới được nàng bán cá về đây làm thiếp. Hơn nữa, cuộc sống sau này của ông, tất cả mọi sinh hoạt tôi không chú ý tới nữa. Ông muốn cá thì cá, muốn phiêu thì phiêu, muốn cưới thì cưới, sống cuộc sống mà ông mong muốn. Cũng không cần ông phải tốn thời gian tới vuốt ve tôi. Nhưng mà nếu như ông thua... Thua rồi thì sao? Thì ra khỏi ngôi nhà này, đi tay không, không được mang theo một cách nào hết. Phu nhân à, bà đâu cần phải làm như vậy. Bà và tôi chẳng phải nhất chúng ta... Nhất định phải làm như vậy. Chọn thế nào thì ngay bây giờ ông quyết định đi. Sao, còn muốn tham gia cuộc thi không? Muốn. Tôi biết rồi. Bả Lương à, cái này để làm gì vậy? Ê, không được, không được, không được. Thầy làm gì vậy? Thầy làm gì vậy chứ? Cậu đừng tưởng tao không biết cậu định làm gì nghe. Cậu định làm gì hả? Gom nhiều đàn cày như vậy, ta nghĩ cậu chắc chắn đang định tác hoài tác quái, tính ở trong chuồng của ta đây, nấu thịt ăn đó.
Nè, thầy sai rồi. Sai lầm trầm trọng đó. Sai lầm trầm trọng. Vậy cô định làm gì? Số đèn cầy này dùng để thức đêm học kinh đó thưa thầy. Thức đêm học kinh à? Dạ. Con nghe nói kinh Pháp Hoa có hơn 8 vạn chữ lận. Bất khả thủ, bất khả thuyết. Phi pháp, phi phi pháp. Ê, ta không dạy cậu mà cậu có thể nhớ rõ ràng như vậy. Giỏi lắm, giỏi lắm. Bá Lương à, cậu nói rằng có một cố nhân đối với cậu rất quan trọng. Cố nhân này là người nữ đúng không? Thầy nói cái gì vậy? Bằng không thì làm sao cậu lại tới nơi đây? Chỉ vì một khuôn mặt giống như đúc mà phải cố gắng như vậy. Đó là chuyện của con. Mã Lương à, nói thử xem, cậu và cố nhân của cậu rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Người yêu là bạn hay là địch thủ? Thành mai trúc mã. Con nói với thầy chuyện đó làm gì chứ? Cố nhân của cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại không ở bên cô ấy mà lại tới chỗ này vì một cô nàng bán cá cố gắng hết mình? Cô ấy lấy chồng rồi à? Cô ấy chết rồi. Cái gì? Ông cãi với phu nhân? Nếu như không thắng được cuộc thi, ông sẽ tay không rời khỏi Lý phủ, không được mang theo một đồng nào hết hả? Ngươi nói nhỏ nhỏ một chút có được không? Trời ơi lão già, không ai bị thua chẳng phải thê thảm sao? Đồng ngôn vô kỷ thiệt là. Ngươi ta... Lão già, vì sao ông chưa bàn bạc với tôi mà ông đã đi cá độ bất nếu rồi? Bàn bạc được ta không muốn hay sao? Ta cũng muốn bàn bạc với ngươi vậy, nhưng mà khi đó phu nhân cố tình ép ta. Tính tình của phu nhân chẳng phải ngươi không hiểu hả? Lúc bà ấy nổi giận không có chỗ nào mà tránh được. Lão già nói cũng phải đó. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên rằng ta còn cá cược với Lý Cao Tài nữa đó. Nếu như ta rút khỏi cuộc thi này thì suốt cuộc đời ta sống yên ổn được sao? Đó là chưa nói đến tên Mã Lương chó đó nữa. Lão già, nói đến cùng á thì ông cũng có nỗi khổ của ông mà. Cho nên sự việc đã xảy ra đến nông nỗi này. Nhưng mà lão già, phạm mọi việc đều có nguy hiểm hết đó. Ta không biết sao. Nguy hiểm. Nhưng mà ta suy nghĩ lại á, dù sao ta cũng còn có ngươi. Hả? Có tôi. Đúng vậy. Ngươi quên rồi sao? Hai lần thi trước đều do ngươi giúp ta vượt qua. Cho nên cuộc thi lần thứ ba này chẳng có lý do nào không thắng được hết. Đúng không? Hơn nữa, tính tình của phu nhân chính là thích ngọt, không bao giờ thích cứng. Cho dù ta có thua, thì ta nghĩ bà ấy cũng không nỡ, không nể tình phu thê mười mấy năm trời mà đuổi ta ra khỏi ngôi nhà này, đúng không nào? Lão già nói đúng đó. Phu nhân chết đó, cũng sẽ giữ thể diện. Thể diện chính là sinh mạng của bà ấy mà. Cho nên mới nói tình hình như vậy, chúng ta vẫn còn phần thắng đó. Dạ, lão già. Ta nói ngươi có tinh thần một chút được không hả? Người cá cuộc là ta, ta còn không sợ thua thì ngươi sợ cái gì? Dạ. Trương An à, ngươi là định tâm hoàng của ta, ta trông cậy vào ngươi. Cho nên nhất định ngươi phải phát huy tất cả tiềm năng, giúp ta đánh thắng cuộc chiến này. Dạ lão già. Có tinh thần một chút được không? Nhất định thắng. Cố lên. Vậy mới đúng. Nào. Nhất định chúng ta phải chiến thắng trong cuộc chiến này, thuận lợi cưới được nàng bán cá. Tới khi đó tất cả đều tốt đẹp, đều có phần của ngươi. Vậy nô tài cảm ơn lão già trước. Ngươi đừng có khách sáo. Bây giờ phải thảo luận xem làm thế nào để thông qua cuộc thi học thuộc kinh lần thứ ba này. Ta nói cho người biết, chỉ có thành công, không được thất bại. Chỉ có thành công, không được thất bại. Chỉ có thành công, không được thất bại. Ông đã sai lầm rồi, thì đừng có lôi tôi vào cuộc chứ. Tôi nghĩ lần này phu nhân thật sự quyết tâm rồi. Lão gia, thua rồi, chẳng phải mình không còn gì hết. Dù sao đi nữa, mình cũng phải tính toán cho chính bản thân của mình thôi. Sao mấy người đi không nhìn đường vậy? Chuyên môn đi ăn hiếp người già cả,
còn không lượm trái cây lại cho ta? Dạ, được, rồi ai đền đây chứ? Nhảy lên. Các người nhìn xem, các người thật là quá đáng à. Nhìn thấy chưa? Chỗ đây còn rất nhiều trái cây kìa, mau lượm lên đi. Ăn hiếp người già đáng thương như vậy sao? Coi kìa, trời ơi, không lượm sạch nữa hả? Lượm lên đi, lượm lên đi. Được rồi, được rồi. Ta không tính toán với mấy người nữa. Ta không tính toán đâu. Lý Tú Tài, đây là kinh pháp qua từ phủ tướng quân mang đến cho cậu. Khoan đã, tôi muốn hỏi ba bộ kinh này giống nhau hết đúng không? Dạ đương nhiên rồi. Vậy tôi có thể đổi một bộ được không? Tôi muốn lấy bộ kinh của Trương Đại. Hả? Thiếu gia, đệ không hiểu gì sao cậu phải đổi bộ kinh của Trương Đại vậy? Tên gia đình của phủ tướng quân đã nói rồi, tất cả kinh thư đều giống nhau hết mà. Tiểu Lục à? Dạ. Nói ngươi kém hiểu biết là ngươi kém hiểu biết. Ngươi còn nhớ không? Lần trước cuộc thi học kinh của chúng ta đã bị thiệt thòi rất lớn. Nhớ, đương nhiên là để nhớ. Ông Trương Đại khuyết đức đã đánh bả đầu cậu, làm cho cậu đau bụng nữa. À mà chưa hết, trong lúc thi cử ông ta còn nghĩ đủ mọi cách đó để bà gian lần nữa đó thiếu gia. Cuộc thi lần trước mà ông ta đã dùng mọi thủ đoạn để hạ liệt ta. Ta hỏi ngươi, lần này ngươi nghĩ ông ta có tha cho ta không? Làm gì có chứ. Vậy đúng rồi. Đệ hiểu rồi. Hiểu chưa? Cái này gọi là tâm đề phòng người chẳng thể không có. Đặc biệt là đối với Trương Đại tên tiểu nhân nhỏ mọn đó. Chúng ta phải chú ý nhiều hơn một chút. Thiếu gia anh minh. Đệ thì không nghĩ ra. Tiểu Lục nè, nếu như ta đoán không lầm, Trương Đại ngoài việc quay cớp ra, cái để hắn ra tay dễ dàng nhất chính là bộ kinh này. Cho nên cậu mới đổi bộ kinh của ông ấy, có đúng không thiếu gia? Ta không hề đổi. Ba bộ kinh đều giống nhau hết, thì ta dùng bộ của ông ấy hay bộ của ta có gì là khác đâu chứ? Trừ phi trong đó có biệp. Thông minh. Thiếu gia, cậu giỏi quá. Nhất cử nhất động của Trương Đại cậu đều biết được hết. Tiểu Lục à, ta đã từng nói với ngươi rồi mà, con người nhất định không được kiêu ngạo, vì kiêu ngạo sẽ thất bại. Trong lòng của chúng ta thời thời khắc khắc phải ghi nhớ, làm người nhất định không được kiêu ngạo. Ta còn nói với ngươi, thiếu gia, cậu nói rằng làm người phải khiêm hạ, sách có thể đọc nhiều, lời nói không được nói bậy. Hiểu được là tốt rồi, ngươi phải ghi nhớ cho kỹ đó. Thiếu gia, bộ kinh dày như vậy chỉ có 10 ngày thôi, cậu học thuộc được không vậy? Mở ra đi. Nghe đây. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ 18, Dĩ Thời Di Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát Bạch Phật Ngôn Thế Tôn: Nhật hữu thiện nam tử thiện nữ nhân chăn thị pháp qua kinh tùy hỷ giả, đắc kỳ sở phước, di thuyết kệ ngôn. Thế Tôn diệt độ hậu: Kỳ hữu văn thị kinh, nhược năng tùy hỷ giả, di đắc kỳ sở phước. Thiếu gia à, cậu giỏi quá à, đọc đúng hết luôn á. Chuyện nhỏ thôi, có đáng gì để nói chứ. Nhập định rồi. Vẫn còn thở.
Cậu khát nước rồi, uống chút nước đi. Thầy có tài nước lành con, thì con cũng vẫn học. Nhất định con sẽ tham gia cuộc thi học thuộc kinh lần này. Thầy có khuyên con thế nào, cũng vô dụng thôi. Ừ. Đáng tiếc. Đáng tiếc điều gì? Cậu đọc thuộc lòng hết bộ kinh này, nhưng cậu vẫn hoàn toàn không hiểu được nghĩa lý kinh. Cũng như vào núi báo mà về tay không vậy. Đáng tiếc quá. Đó là chuyện của con. Cũng phải. Nếu thầy muốn thì giúp con, bằng không thì cứ mặc kệ con. Tóm lại nhất định con phải thắng cuộc thi học thuộc kinh lần này. Chẳng ai có cách nào ngăn cản được con hết. Hạnh Hoa, cô chắc chắn là cậu ta đang ở đây sao? Vào. Ê, có người. Nhĩ thời Phật phóng mày giang bạch hào tướng quan, chiếu đông phương vạn bát thiên thế giới. Chắc họ tới tìm cậu đó. Mỹ bất châu biến, hạ chí A Tỳ địa ngục, thường chí A Ca Ni dụ thiên. Là du thử thế là giới. Hai người nữ chẳng lẽ là bà ấy? Mã Lương, phu nhân. Thế nào, nhìn thấy ta rất ngạc nhiên hả? Phu nhân, tôi... Thật không thể nào ngờ được. Con người cậu đã thông qua 2 lần thi học thuộc kinh, đọ sức với tài tử Lý Cao Tài ở Kim Sa Thang. Tài năng của cậu, 5 năm làm quản gia ở phủ Lý của ta, đúng là thiệt thòi cho cậu mà. Nhưng mà ta bị cậu và Trương Đại lừa thê thảm. Cậu không cần phải đưa bộ mặt khó chịu ra như vậy. Ta đã xem qua sổ sách mà cậu làm. Tuy là cậu giấu đi các khoản chi phí cho việc ăn chơi của Trương Đại, nhưng không chi tiêu quá giới hạn. Cậu đã quản lý mọi việc rất tốt. Ta nghĩ một phần trong đó, cậu chỉ muốn bảo vệ nhiệm vụ của mình cần phải làm mà thôi. Phu nhân, nghe bà nói tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Trương Đại còn không hổ thẹn. Cậu hổ thẹn cái gì chứ? Ta thông minh cả đời, phải mất thời gian hơn 10 năm mới nhìn thấy rõ chân tướng của sự thật. Phu nhân, không cần cậu phải đồng tình với ta. Ít nhất thì ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng, có những người dù họ có bỏ ra thời gian suốt cả cuộc đời thì cũng chỉ lờ mờ, chẳng hiểu được gì. Hôm nay ta tới đây tìm cậu là để nói lời cảm ơn với cậu. Không chỉ riêng mình cậu mà cả cô nàng bán cá nữa, ta cũng phải cảm ơn cô ấy vậy. Hai người, cậu và cô ấy, đã cho ta nhìn thấy rõ được tình cảnh của chính mình. Phu nhân, còn nữa, đây là thư gia đình cậu gửi tới. Cậu đến Lý Phủ sống nhiều năm như vậy, nhưng không thấy cậu về thăm nhà. Thế nào, ở quê còn người thân không? Dạ, còn có cha mẹ nữa đó, thưa phu nhân. Cậu ra đi nhiều năm không trở về thăm nhà,
chắc là cậu cũng có nỗi khổ riêng của mình. Ta cũng không muốn nói gì thêm nữa. Chỉ là cậu cần có thời gian để xoa dịu vết thương lòng. Nhưng mà có những việc không thể chờ cậu được. Thật không ngờ tên gốc Lý Cao Tài đã lấy bộ kinh mà chúng ta hoán đổi. Làm sao mà hắn biết được bộ kinh đó chính là bộ kinh bị đánh tráo chứ? Lần này hắn bị lừa rồi. Lão gia, hai thằng đó tôi đang giữ đây nè. Trương An, dạ. Nào vô. Đó gọi là cái gì ông có biết không? Đó gọi là thông minh phản bị thông minh ngủ. Đúng đó vậy. Qua cho Lý Cao Tài thông minh tuyệt đỉnh, như là bị căn bệnh kiêu ngạo của chính mình hại chính mình. Không sai, bây giờ ta nghĩ tên Lý Cao Tài đang cố gắng học bộ kinh mà chúng ta tráo. Cố gắng học thuộc ra sức, học thuộc đúng, đem đúng. Hết sức uống sữa của hắn ra học thuộc. Hắn có học cách mấy cũng không thuộc hết được, không thuộc hết được. Người thử nghĩ mà xem, tên ngốc Lý Cao Tài đó đứng trên khán đài đầy tử tính, bày ra điệu bộ với nghèo mát nghiệp, quạt trên tay quạt tới quạt lui, rồi mở miệng ra đọc tiểu thuyết khủng sao. Nghĩ đến hoàn toàn không đủ. Đúng rồi, đúng rồi. Nghĩ tới lúc đó ta thật là khoái chí. Ta khoái quá. Lão già, đến khi đó ông nhìn tên Lý Cao Tài đó hả, hắn học chó sủa khắp cái thành này luôn đó. Nào cản 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 cản. Chuyện này nhất định tôi sẽ dạy cho hắn một bài học cho coi. Tốt. Lão già, ông chờ mà xem. Tốt lắm. Vậy thì ta chờ tin của ngươi. Không có vấn đề gì. Để tôi đi lo liệu cho. Trời ơi, thầy ồn ào quá. Thầy cố tình làm trở ngại việc học kinh của con phải không? Nghiêm trọng vậy sao? Cậu không thấy ta đang dọn dẹp nhà cửa sao? Con người phải chú ý tới môi trường. Nhà cửa sạch sẽ thì tâm mới được vui.
Con thưa với thầy rằng, thầy đừng tưởng như vậy là có thể làm trở ngại việc học kinh của con. Như vậy con không nghe thấy thầy nữa. Ây da, ây da. Hả? Thầy ơi, thầy có sao không vậy? Thầy có bị làm sao không vậy? Đừng lắc, đừng lắc nữa. Lắc nữa còn chút hơi thở sẽ bị lắc đứt mất. Thầy đừng có hù con có được không? Thầy không trèo cao được thì đừng có trèo cao mà. Con đã không có đủ thì giờ để học kinh rồi. Được rồi, không sao đâu, cậu đi học kinh của mình đi. Không sao thiệt chứ. Sao vậy? Thầy bị làm sao nữa? Chân của ta bị chặt rồi nè. Hả? Nè, bánh bao đây, đi đi cho mẹ. Bánh bao đây. Thật sự đau như vậy sao? Bánh bao đây. Chịu đựng chút đi, gân cốt vẫn chưa nắn lại được đâu. Đến khi già, cẩn thận kẻo phong thấp. Bánh bao. Xin mời. Ta đã già rồi. Đau quá. Bánh bao đây. Trời ơi, bộ thầy đau lắm hay sao? Thầy đừng có la lớn tiếng như vậy có được không? Mất mặt quá. Cậu nói nghe dễ quá. Ta kêu cho cậu nghe trước đó. Con, để cho cậu biết đặt chân nó đau như thế nào. Hay là cậu để ông già này nắn thử đi. Con không cần. Đó không phải là danh ác chiêu chương tiền A Thử sao? Trương An đi cùng hắn làm gì? À thầy ơi, thầy ở đây chờ con chút. Con đi có chút việc, chút nữa con đến đón thầy. Nè. Ý. Khỏi rồi, không đau nữa. Trời ơi, tiền A Thử, đâu có ai trả giá như vậy chứ. Anh nhìn cho kỹ đi, đây là miếng đất tốt nhất của Kim Sa Thang này đó. Vậy thì sao? Hay là cậu á, đi tìm ông chủ khác đi, đâu cần phải tới tìm tiền A Thử ta. Tôi... Khế ước này á, lấy trộm từ Lý Phủ đúng không? Là món hàng không mất vốn, cậu để cho tôi mua rẻ một chút, cậu có được tổn thất bao nhiêu đâu. Giá này á, nhắm có bán được không? Tùy cậu. Được. Ngân phiếu đâu? Đại gia à, tôi ra đây đâu có mang theo tiền nhiều vậy. Hay là thế này đi, chúng ta hẹn một ngày, một bên giao tiền, một bên giao khế ước. Cậu thấy sao? Thôi được rồi, quyết định như vậy đi ha. Mã Lương. Bây giờ thì thầy không còn cách nào làm trở ngại việc học kinh của con rồi. Căn bản làm người là tri ân báo ân. Nè nè, ta truyền cho cậu bí quyết trì tụng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thật hả? Thầy không gạt con chứ? Thầy đồng ý dạy con học kinh sao? Làm sao ta dám lường gạt Đức Phật? Phật, con muốn thầy dạy con học kinh chứ không phải phát thệ nguyện với Phật. Ta không nói nhầm đâu, cậu chính là Phật. Con là Phật. Hơn nữa, không phải một mình cậu đâu. Tiêu rồi, bị té một cái, bây giờ đầu của thầy có vấn đề rồi. Đầu ta không có vấn đề gì, ta nhớ rất rõ ràng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội cây Bồ Đề, khi đã chứng ngộ thành Phật, ngài dạy thiện tai, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, chứ vì vọng tưởng chấp trước mà mê lầm.
Sau khi ngộ đạo, ngài thuyết pháp độ sanh ở nhân gian 49 năm. Trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài vẫn còn nhấn mạnh rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, cho thấy bản tánh của chúng ta vốn thanh tịnh không nhiễm ô, tôn quý, thanh tịnh y như Đức Phật vậy. Thầy vừa nói con là Phật, nhưng Đức Phật là bậc chí cao vô thượng, chúng ta là phàm phu, làm sao có thể so sánh với Đức Phật được chứ? Đức Phật là chúng sanh đã thành Phật, chúng sanh là Phật chưa thành Phật. Đức Phật giống như vàng ròng mà cậu cứ đãi ra từ khoáng chất. Cậu và ta là vàng chưa được đãi ra, nhưng trong đó bản chất vàng ròng vẫn sẵn có. Chỉ cần hạ thủ công phu tu tập thì sẽ có ngày luyện thành vàng ròng thôi. Cậu phải có lòng tin như vậy, khẳng định chính mình có đầy đủ Phật tánh, thanh tịnh không tạp nhiễm. Người khác cũng vậy, cho nên không nên xem thường bất cứ người nào. Chuyên tâm một lòng như vậy, lễ bái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có thể... Lễ bái kinh Diệu Pháp Liên Hoa sao? Phẩm Phổ Hiền Khuyến Pháp có dạy, muốn tu học kinh Pháp Hoa, trong 21 ngày nên nhất tâm tinh tấn. Mãn 7 ngày, con sẽ cưỡi voi trắng 6 ngà và vô lượng Bồ Tát vây quanh người đó, dùng thân hình mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện ra trước mắt. Hả? Thầy nói những điều này có nghĩa là sao ạ? Ý muốn nói là nếu cậu thành tâm thật ý muốn tu học kinh Pháp Hoa, sẽ có Bồ Tát gia hộ những việc bất khả tư nghị. Vậy phải làm thế nào để được nhất tâm tinh tấn à? Cậu phải buông bỏ những chấp trước về quá khứ, phải buông bỏ sự bất mãn đối với sự cao ngạo của Lý Cao Tài, phải bỏ luôn lòng ghê tởm đối với Trương Đại Háo Sắc, buông bỏ những gì tâm đang chứa mới có không gian để chứa đựng cái mới được. Tâm tánh nếu như được lắng trong, nên nhớ tuy mỗi câu kinh thân thể đều đảnh lễ, nhưng nội tâm phải theo kinh văn mà nhập quán, ghi nhớ rõ ràng. Tự nhiên lòng không chướng ngại, nhất tâm tinh tấn lễ bái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như thiện ngã văn, kiến văn nhược tư, tức thiên ý thức, chủng chủng nhân duyên. Rồi, đặt vô. Tôi muốn đặt Lý Cao Tài. Đặt đây, tôi đặt bên đây. Tôi muốn cá độ Lý Cao Tài. Anh xem, Lý Cao Tài bị Tào Tháo được như vậy mà vẫn có thể đọc thuộc hết kinh văn, tài năng đó Trương Đại làm sao có thể sánh kịp. Thôi đi, nói về học thuộc kinh á, Trương Đại đương nhiên không thắng được Lý Cao Tài, nhưng mà về mãn thiên quá hải tài quay cớp á, Trương Đại giỏi hơn Lý Cao Tài gấp mấy chục lần. Tôi quả quyết có thể Lý Cao Tài bị Mã Thất Thiền Đề đọc sai kinh văn, nhưng Trương Đại đã quay cớp thì làm sao có thể sai được. Quý vị nghĩ có đúng không? Đúng rồi. Ai trời ơi, không có cá độ Mã Lương. Không cá độ Mã Lương. Tôi cá độ Lý Cao Tài. Tới giờ thi chứ không biết nữa. Không biết chừng nào mới được thi. Đúng rồi, hồi hộp quá. Không biết ai. Tôi đặt cược Lý Cao Tài đó. Chắc chắn anh ta sẽ thắng thôi. Trời ơi, bị bệnh quá rồi. Hy vọng Lý Cao Tài thắng. Tôi chỉ mong Mã Lương thắng thôi. Lão gia. Trà có ngon không ạ? Trương An à. Trời ơi, lão gia, thấy ông ăn mặc sang trọng quá, hình dạng này, khí phách này, trong cuộc thi học thuộc kinh chắc chắn trấn áp được hội trường, gặt hái được thắng lợi lớn đó. Dạ, thiệt mà. Trương An à? Dạ. Hôm qua Mã Lương đến tìm ta. Hôm qua hắn tới tìm ông.
Tìm ông làm gì vậy? Người đoán xem, đoán trúng là có thưởng. Chắc chắn trong cuộc thi lần này hắn không hy vọng thắng được, cho nên cầu xin lão gia để hắn quay trở lại phủ làm việc, có đúng vậy không? Sai trầm trọng. Vậy cái vậy là đoán không ra rồi. Mã Lương tới đây nói với ta rằng Trương An cũng chính là người đó lấy trộm sổ đỏ của phủ lý nhà ta, mang đi bán đấu giá cho tiền A Thử, có đúng không? Tôi không có, lão già. Thấy ngươi lo sợ như vậy, ta nghĩ là ngươi không dám rồi. Đương nhiên là không dám rồi. Chuyện ăn cây táo rào cây sung, ngươi không có gan đó. Cho dù có gan đó thì cũng chẳng có đầu óc tính toán, vì ngươi là một con heo mà. Nhưng mà ngươi là một con heo mập dễ thương. Lão già, tức cười quá. Nhưng mà nói ra thật là hổ thẹn đó. Nó cũng hổ thẹn thiệt chứ. Những chuyện trộm gà bắt chó tôi không được như Mã Lương. Đúng rồi, có phải hắn cố tình đến đây chia rẽ tình cảm của chúng ta, khiến tâm trạng lão già không vui, cuộc thi sẽ thất bại? Có lý. Chuyện này sao ta không nghĩ ra kìa. Tâm lão già tốt mà, sẽ không thể ngờ tới chuyện này đâu. Mặc dù ta không nghĩ ra chuyện này, nhưng ta nhìn thấy hắn là lập tức kêu người đuổi hắn đi liền. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn là ta cảm thấy thấy lợm giọng rồi. Lão già nói hay quá, hay quá. Nhưng mà nói cho cùng thì tên cẩu đô tài Mã Lương này thật là đáng ghét. Vì muốn cho lão gia không thể thông qua cuộc thi học kinh nên làm náo loạn tâm tư của lão gia. Loại tiểu nhân giam hiểm này, nô tài nhất định thay lão gia dạy cho hắn một bài học mới được. Đúng, chúng ta phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Trương An, ngươi định xử lý hắn như thế nào đây? Trước ngày thi thì tóm lấy hắn, đánh gãy chân chó của hắn, cắt đứt lưỡi của hắn, làm cho suốt cuộc đời không còn cách nào ngậm máu của người. Hay lắm. Lão gia yên tâm đi, nô tài nhất định sẽ triệt tiêu hết mọi đối thủ của ông. Nè, Mã Lương à. Mã Lương, ta hỏi cậu, nếu như ta nói cho cậu biết cậu tiếp tục tham gia cuộc thi học kinh sẽ gặp nguy hiểm, thì cậu có tiếp tục tham gia cuộc thi học kinh không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Thầy có nói gì cũng không hù dọa được con đâu. Ta không phải nói đùa với cậu đâu nghe. Ý ta muốn nói, nếu như có người muốn ngăn cản cậu tham gia cuộc thi học kinh, thậm chí còn muốn lấy mạng của cậu, cậu vẫn kiên trì đến tham gia cuộc thi học kinh à? Đương nhiên rồi. Ta hiểu rồi. Nhìn rõ chưa, chính là nó. Chúng nó đánh chết tôi cho ta. Dạ, trả được. Đi. Con, đuổi theo. Đứng lại. Mã Lương, chào cậu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mã Lương, chào cậu. Nghe nói cậu biết không ít bí mật về ta hả? Mã Lương à, đôi khi con người biết quá nhiều chuyện thì đối với chính bản thân của mình chẳng có ích lợi gì, có đúng không? Muốn người khác không biết, trừ phi mình được làm. Ta cũng tặng cậu một câu: biết thời cơ là tài giỏi. Mã Lương, cậu có biết cậu thất bại ở điểm nào không? Cậu thất bại ở trên 4 chữ đó, không biết thời cơ. Nếu chẳng phải cậu không biết thời cơ thì làm sao ta thay cậu làm tổng quản của nhà Lý được? Nếu chẳng phải cậu không biết thời cơ thì làm sao ta tìm người đến đánh cho cậu đến chết đây? Mã Lương à, Mã Lương, cậu đừng có quán trách ta. Nếu có trách á, nên trách bản thân của cậu đi. Sao? Hả? Bao đuổi theo đi, đuổi theo. Dạ. Đứng lại, đừng chạy. Mã Lương, đừng có chạy nữa. Đừng có giỏi, đứng lại cho ta. Sao mày không chạy hả? Đánh hắn cho ta. Đánh cho chết luôn. Đánh. Lý Cao Tài, Tương Đại Hán, Lý Cao Tài Thắng. Không thấy cậu ấy đâu hết. Lý Cao Tài Thắng, Đại Thắng. Ai, đã qua đi lâu rồi. Trương Đại Thắng. Lý Cao Tài Thắng. Cho bắt đầu đi. Trương Đại Thắng. Giờ thi đã tới. Cuộc thi học thuộc kinh Phật sắp sửa bắt đầu. Hy vọng trong cuộc thi lần này đạt được kết quả viên mãn nhất, chọn ra được phu quân cho cô nương đây. Ồ, wow, hay quá. Bây giờ chúng tôi mời những người tham gia bốc thăm để quyết định thứ tự. Tên cặn chó đi cùng ông đâu? Lại đến đâu quay cớp rồi? Học tiếng chó tới đâu rồi? Đừng để tới lúc đó kêu không thành tiếng. Kết quả bốc thăm, Lý Tú Tài là số 1. Bây giờ mời Lý Tú Tài tiến về phía trước đọc thuộc kinh. Cho người chết, cho người chết luôn nè. Cho người chết à? Coi ngươi đi bằng cách nào. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm tựa thứ nhất: Dư Thị Ngã Văn, nhất thời Phật trụ Dương Xá Thành. Kỳ Xà Quật Sơn Trung, giữ đại tỳ kheo chúng dạng dị thiên nhân cụ. Giai Thị A La Hán, chư lậu dĩ tận, vô phục phiền não, chiếu minh Phật Pháp, khai ngộ chúng sanh. Nhược nhân tao khổ, yếm lão bệnh tử, dĩ thuyết niết bàn, tận chư khổ tế. Nhược nhân hữu phước, tăng cúng dường Phật, chí cầu thắng Pháp, dĩ thuyết viên giác. Nhược hữu Phật tử, tu chủng chủng hạnh, cầu vô thượng huệ, dĩ thuyết tình đạo. Hữu hữu Bồ Tát, Phật diệt độ hậu. Hữu kiến Phật tử, tạo chư tháp miếu, vô số hàng hà, nghiêm sức quốc giới, bảo tháp cao diệu. Ngũ thiên do tuần, túng quản chánh đẳng, dị thiên do tuần. Tướng quân, đọc thiếp một đoạn thôi. Các đọc thiên tràng khoan đoạn à, đách dị à. Tần hữu, Phật tử văn thù, nguyện quyết chúng nghi, tứ chúng tâm ngưỡng, chim nhân cập ngã, thế tôn hà cố, phóng tư quang minh, Phật tử thời đáp, quyết nghi linh hỷ, hà sở diệu ích, diễn tư quang minh, Phật tọa đạo tràng, sở đắc diệu pháp, dị dục thuyết thử, dị đương thọ ký, thị chư Phật độ, bảo chúng nghiêm tịnh,
cập kiến chư Phật, thử phi tiểu duyên, văn thù đương tri, tứ chúng long thần, chim sát nhân giả, đi ra. Thiết hạ. Đi ra, 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 sao? Đi ra, đi ra, hả? Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, các người cái gì làm không vậy? Đi ra, đi ra. Lý Tú Tài, cậu đọc không sai, nhưng mà trong đây cậu đọc thiếu một đoạn đó. Làm gì có chuyện đó? Lý Cao Tài tôi làm sao có thể học sót một đoạn chứ? Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Nè, anh nhìn kỹ lại xem, anh đang đọc là bộ kinh nào vậy? Ta nói cho anh biết, các anh là người của phủ tướng quân, làm sao có thể xảy ra chuyện sơ sót như vậy được? Tôi không sai mà, cậu đọc thiếu một đoạn thiệt đó. Lý Tu Tài, cậu đọc thiếu một đoạn thật à? Đi ra, đi ra, đi ra. Không thể nào. Đi ra, đi ra. Tôi đã đọc thiếu đoạn nào chứ? Đọc thiếu từ. Đi ra. Nhưng mà kinh diệu pháp liên quan của tôi không có đoạn này. Đi ra. Có phải các người đã đưa làm kinh không? Đi ra. Lý Tu Tài, cậu nghi ngờ phủ tướng quân của ta đã đưa kinh không đúng cho cậu sao? Tôi... Ê, thật không ngờ con người đều như nhau. Ngay cả tài tử nổi tiếng của Kim Sa Thang, Lý Cao Tài cũng không ngoại lệ. Đọc sai là đọc sai mà, sao lại không chịu nhận lỗi, thiệt là. Tướng quân, tôi thật sự không hề gian lận. Kinh pháp qua trong nhà tôi thật sự không có đoạn này. Tướng quân, tôi thật sự không hề nói dối. Bà con cô bác, xin quý vị tin Lý Cao Tài tôi, tôi chưa bao giờ nói dối. Tôi thật sự hẳn không thiếu đoạn nào. Trong cuốn kinh của tôi đúng là không có đoạn này. Các vị hãy tin tôi, bà con cô bác, xin hãy tin tôi, xin hãy tin tôi. Đi ra đi. Đi ra đây. Nói nhiều quá. Đi ra đi. Lý Cao Tài à, đừng làm như vậy mà. Con người mà, khi cần phải chịu thua thì phải chấp nhận thua thôi. Nhưng mà cậu lại thua khó coi quá. Cậu nhìn tôi làm gì? Cái nhìn tôi thì cậu cũng đâu thể đứng trên khán đài được nữa. Nhưng mà tôi cũng khuyên cậu một câu, người tính không bằng trời tính. Thôi mau trở về học chó kêu đi. Tướng quân. Mau mời Lý Tu Tài bước xuống khán đài đi. 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 Đứng dậy đi. Đứng dậy. Muốn đi hả? Chờ chút sẽ cho ngươi đi. Nhưng mà dù cho ngươi đi, ta nghĩ ngươi cũng không thể đọc được kinh đâu. Nè, cắt lời hắn cho ta. Ngừng tay. Hey, trái phải ở giữa có đáp án, y theo thứ tự thì không sai được. Được, bây giờ tôi bắt đầu đọc đây. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tự thứ nhất. Như thị ngã văn, nhất thời Phật trụ. Dương xá thành, kỳ xa quật sơn trung, giữ đại tỳ kheo, chúng dạng nhị thiên nhân cụ. Giai thị A-la-hán, chư lậu dĩ tận, vô phục phiền não, đại đắc dĩ lợi, tận chư hữu kiết, tâm đắc tự tại. Kỳ danh viết A Nhã Kiều Trần Như. Maha Ca Diếp Na Đề Ca Gia Xá Lợi Phất. Đây nè. Câu đọc chậm thôi, mà sao đọc nhanh quá vậy? Tôi còn phải suy nghĩ nữa chứ. Năm. Hả? Bốn. Mã Lương. Ba. Hai. Một. Đi ra. Đi ra hả? Ngươi kêu ta đi ra hả? Chính là ngươi đi ra đó, thiệt là. Trương Đại. Hả? Đi ra đi. Đừng mà. Người đâu? Đừng mà. Mời ông ta xuống đi. Đừng đi ra tướng quân. Tôi không xuống đâu.
Đừng mà tướng quân, đừng mà tướng quân. Tôi không xuống đâu, tôi không xuống đâu. Tướng quân à, tôi không xuống đâu mà. Xem ra hôm nay vẫn không thể vì cô nương chọn ra được một người chồng thích hợp rồi. Tôi rất lấy làm tiếc, Kim Sa Thang này không có người nào sánh được với cô. Thưa tướng quân, khoan đã. Trên đường. Sao bị thương nặng quá vậy? Sao bị thương nặng dữ vậy? Sao lại bị thương như vậy? Sao lại bị thương rồi? Trời ơi, bị thương nặng quá. Sao bị thương dữ vậy nữa? Nè, tại sao lại như vậy? Xin ông, tướng quân, cho Mã Lương một cơ hội đi. Ai, Mã Lương à, cậu đến trễ lại còn bị thương nặng như thế này mà còn muốn thi nữa sao? Xin ông, tướng quân à, hãy cho Mã Lương một cơ hội. À, nhưng mà thấy cậu ấy thành tâm như vậy, tôi đồng ý cho cậu ấy một cơ hội. Thôi được. Kinh Diệu Pháp liên qua phẩm tự thứ nhất, như thị ngã văn, nhất thời Phật trụ Dương Xá Thành, kỳ xà quật sơn trung, giữ đại tỳ kheo chúng dạng nhị thiên nhân cũ, giai thị a la hán, chư lộ dĩ tận, vô phục phiền não, đại đắc dĩ lời. Chúng ta đi thôi. Tận chư hữu kiết, tâm đắc tự tại. Phu nhân, sao vậy? Thu gom nhanh vậy à? Phu nhân à, đây là lễ vật chuẩn bị mang đến cho bà. Bà nhìn xem. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì chúng ta có cá cược. Bây giờ tới lúc phải thi hành lời giao hẹn này rồi. Chư ác trọng bệnh, thị cố phổ hiền, nhược kiến thọ trì, thị kinh điển giả, đường khởi diễn ngưỡng, đường như kính Phật. Mã Lương à, đâu cần phải cố gắng như vậy chứ. Thuyết thị phổ hiền, khuyến phát phẩm thời, phổ hiền đẳng chư Bồ Tát, xá lợi Phất đẳng chư thần hồn, thọ trì Phật ngữ, tác lễ di khứ. Đọc hết rồi. Các vị à, Mã Lương đã đọc hết kinh pháp qua rồi. Hay quá. Mã Lương rất giỏi. Mã Lương hay quá. Mã Lương hay quá. Đừng phu nhân ơi. Đừng. Tôi không chịu trách nhiệm này đâu. Phu nhân à, tôi thề rằng trong lòng của tôi chỉ có một mình bà thôi mà. Phu nhân à, Phu nhân à. Tôi xin lỗi bà, cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi xin thề, tôi thật sự xin thề, tôi tuyệt đối sẽ tốt với bà. Xin bà tha lỗi cho tôi đi. Suốt đời này tôi làm trâu làm cửa cũng được. Phu nhân à, chúng ta đã từng là phu thê bao nhiêu năm trời. Xin bà cho tôi một cơ hội đi, phu nhân à. Không cho ông cơ hội. Trương Đại, chúng ta làm phu thê mười mấy năm rồi. Tôi đã cho ông quá nhiều cơ hội. Ngày nay, ông ra nông nổi này là do ông tự gây nên. Phu nhân à, phu nhân. Tôi từng nói rằng
Chỉ cần ông không tham dự cuộc thi thì mọi chuyện cũ tôi bỏ qua hết. Nhưng ông đã chọn thế nào? Ông đã không biết yêu thương tôi thì tôi cũng không thể không tự bảo vệ mình. Bà con cô bác, hôm nay tôi nhờ quý vị làm chứng cho tôi từ bỏ người chồng bạc tình bạc nghĩa Trương Đại này. Ông ấy tay không vào phủ Lý nhà tôi, đương nhiên cũng tay không ra đi. Lý Tú Tú tôi không phụ ông ta. Xin mọi người làm chứng, từ nay trở đi chúng tôi sẽ đường ai nấy đi, đến chết cũng không làm phiền nhau. Phu nhân à, đúng rồi, đi đi. Đừng như vậy bà phu nhân. Tôi xin bà và phu nhân cái gì chứ? Phu nhân à, cho tôi một cơ hội đi. Đúng. Phu nhân à, phu nhân, cho tôi một cơ hội đi bà. Phu nhân à, đúng rồi. Bỏ hắn đi. Phu nhân à, quan hộ phu nhân. Phu nhân, đừng làm như vậy bà phu nhân. Tôi xin bà. Phu nhân. Tiền Á Thử à, sao giờ này anh mới tới vậy? Ôi, Trương gia à, xem ra anh có điều không bằng lòng với tôi hả? Hay là chuyện mua bán này chúng ta không hợp tác nữa? Đừng gấp quá như vậy chứ. Ngân phiếu đâu? Khế ước đâu? Đây nè. Sao chỉ có một nửa? Chúng ta vô hẹn con số đó kìa bà. Còn lựa chọn nữa hả? Có đổi không? Tôi đi nha. Anh dám gạt tôi? Khế ước này là giả mà. Chữ ký và con dấu toàn là của Trương Đại đây nè. Anh dám gạt tôi sao? Kim Sa Thang ai mà không biết, toàn bộ đất đai nhà Lý do Trương phu nhân đứng tên. Tên Trương Đại hoàn toàn không có gì hết. Anh cũng to gan thiệt đó. Hả? Khế ước nè, cầm đi. Mau nhả bịch tiền ra đây Trương gia. Người to gan lắm đó. Không có. Không có mà, không có, đừng đánh tôi. Cậu tỉnh rồi à? Đây là... Hết sốt rồi. Đây không phải là Tây Phương Cực Lạc thế giới chứ? Cậu nói gì vậy? Ở đây là phủ tướng quân. Phủ tướng quân sao? Tôi đậu rồi. Cậu đừng cử động nữa. Hiện tại toàn thân cậu bị thương, nếu không nằm nghỉ ngơi, cẩn thận cậu bị què suốt đời đó. Không biết cậu nghĩ thế nào? Không cần mạng sống của mình. Chỉ cần cô không bị tổn thương, cho dù suốt đời tôi bị què, tôi cũng chịu mà. Cậu đồng ý, nhưng không hỏi xem tôi có đồng ý lấy cậu hay không. Tôi... Đại phu nói rồi, cậu bị thương khắp người, không nằm từ 10 đến 15 ngày không hết được đâu. Nhất là đôi chân của cậu, cứu được coi như là một chuyện hy hữu đó. Sao vậy? Tôi suốt đời này tôi sẽ chăm lo cho nàng. Nàng hãy tin tôi. Tôi biết rồi. Nàng đừng bỏ tôi. Nàng có thể hứa với tôi vĩnh viễn không bỏ tôi được không?
Cậu có chuyện gì giấu tôi có đúng không? Tóm lại, nàng đừng bỏ tôi. Vĩnh viễn đừng bỏ tôi, có được không? Ồ, Mã Lương tỉnh lại rồi à? Thật không dễ chút nào. Gần cốt của người trẻ mạnh khỏe như vậy đó. Cậu rất khá, đã học thuộc hết bộ kinh pháp qua. Cảm ơn tướng quân. Cái này có thể gọi là sức mạnh tình yêu đó, tướng quân. Được. Mã Lương à, và cô nữa, lần này ta tới đây chính là để bàn bạc với hai người chuyện hôn lễ. Song thân của cô nương đã qua đời hết rồi, vậy thì ta tự tin đứng ra tổ chức cho cô nương lấy phủ tướng quân này làm bên nhà gái cho cô nương. Không biết cô nương có đồng ý không? Tất cả nghe theo sự sắp đặt của tướng quân. Ồ, được, vậy ta sẽ thay phụ thân của cô nương vậy. Ê, rõ ràng chỗ này có một ngôi chùa mà, sao đâu mất rồi? Mã Lương, cậu nhìn kia. Mã Lương, cậu cũng còn có chút lương tâm, biết trở về đây thăm ta. Nhưng mà lão Tăng đi trước một bước rồi. Ta có tánh không ở lâu một chỗ. Ấy, nghe nói cậu đã đậu được cuộc thi đọc kinh văn, chúc mừng cậu. Nhưng mà cậu đọc nhiều kinh Phật như vậy mà ngã chấp chẳng giảm đi chút nào, thật đáng tiếc cho cậu. Nhưng mà ta nghĩ đó là nhân duyên đắc độ của mỗi người, sâu cạn khác nhau, không thể ép buộc. Tóm lại, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hỏi ta khi nào gặp à? Không phải lúc này, cũng không biết khi nào. Vui mà sống qua ngày. Lão Tăng đi dân du tứ phương đây. Thầy ấy cũng đi rồi. Hay cho Trương Đại, ngươi còn dám trốn nữa hả? Tôi không có mà. Tôi không biết mà. Không đánh cho ngươi một trận thì không thể bất giận trong lòng của ta được. Đừng đánh mà đại ca. Đánh đi. Sủa đi. Trời sủa ơi, đi. Con chó này con sao không hiểu sủa vậy? Sủa đi. Chẳng phải người rất biết nói chuyện sao? Tài tử gì chứ? Chính cái miệng của người hại ta thua biết bao nhiêu tiền. Cái tên đáng chết này, chẳng phải người nói thua rồi thì học làm chó sủa sao? Sủa đi. Lớn lên chút nữa. Sủa đi. Lý Cao Tài, ngươi cũng có ngày hôm nay nữa à? Học chó sủa nữa hả? Lỗi cái gì Lý Tú Tài à? Hắn ta là Lý Tú Tài đó. Chắc chắn là không được ở trong nhà nữa rồi. Bây giờ đuổi ra ngoài chứ gì? Ta thế nào? Ta cái gì? Ngươi hay ho gì mà cười người khác chứ hả? Ngươi ngon lắm sao? Học chó sủa đi. Đúng học rồi, đi. Sủa đi.
À, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng nha. Cảm ơn. Xin cảm ơn các chị. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các chị đã tới dự. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các chị. Cảm ơn các chị đã tới dự. Dạ, xin mời, xin chúc mời. Mừng, chúc mừng. Mời vào, mời vào. Xin chúc mừng. Lại. Tốt. Các chị à, chúng ta hãy chúc phúc cho đôi trẻ có được không? Được. Chúc mừng. Xin chúc mừng hai người. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng nha. Xin chúc mừng. Đúng là trai tài gái sắc. Tốt. Tướng quân, Mã Lương xin kính ngài một ly này. Nếu không nhờ vào hồng phúc của ngài, hôm nay Mã Lương làm sao có thể hoàn thành được chuyện lớn của đời mình. Khoan đã, Mã Lương à, kinh văn là tự cậu học, cậu đã nhờ vào chính sức của mình. Ta chẳng giúp gì được hết. Không. Nếu không phải tướng quân đích thân chủ trì cuộc thi học kinh, ngày hôm nay ngồi ở đây chắc không phải là Mã Lương rồi. Mã Lương à, cậu nói cũng phải. Được, vậy ta nhận ly rượu này. Mời. Từ hôm nay trở đi, coi như ta là nhạc phụ của cậu. Cậu phải đối xử tốt với con gái nuôi của ta. Tướng quân cứ yên tâm, nhất định Mã Lương làm được. Được. Nhưng quay lại vấn đề, sau này cậu đã có dự tính gì chưa? Trải qua cuộc thi lần này, ta nhận thấy cậu là một nhân tài. Hay là ở lại phủ tướng quân làm việc cho ta đi. Ý tốt của tướng quân Mã Lương xin ghi nhận. Nhưng mà Mã Lương muốn trở về quê. Ở quê vẫn còn cha mẹ. Đã nhiều năm rồi Mã Lương thiếu sót sự chăm sóc. Bây giờ nghĩ lại thấy ăn năn quá. Ngày nay Mã Lương đã cưới vợ, cho nên còn muốn trở về quê để chăm sóc cho cha mẹ. Quyết định của cậu đúng lắm. Nếu đã như vậy, ta cũng không ép buộc nữa. Mã Lương. Phu nhân. Trương phu nhân. Xin chào bà. Chúc mừng cậu Mã Lương. Nhờ hồng phúc của phu nhân, hôm đó phu nhân cứu giúp, Mã Lương suốt đời không quên. Cậu phải nên biết, không phải ta vì cậu, mà ta vì chính bản thân ta. Được rồi, đừng ở đó mà cậu cảm ơn tôi cảm ơn cậu nữa, quê mùa lắm. Chúc mừng cậu, trải qua thời gian cố gắng, cuối cùng cũng lấy được cô vợ đẹp. Xem như một cuộc sống mới đã bắt đầu rồi. Thế nào, sau này dự định tiếp tục ở lại Kim Sa Thang không? Phu nhân, Mã Lương định trở về quê. Cũng nên, người thân vẫn còn, cho nên phải biết quý trọng. Cậu cũng nghe thấy rồi đó, ta đuổi Trương Đại ra khỏi phủ Lý. Mấy bà mấy cô ở Kim Sa Thang này lại có thêm một đề tài mới để mà bàn luận rồi. Xem ra cái tên hổ cái của ta suốt cuộc đời này cũng không thể rửa sạch được. Tôi... Nhưng mà cũng không sai. Phủ Lý này ngày xưa cũng một mình ta gánh vác, ta chưa bao giờ trông cậy vào Trương Đại. Ông ấy đi rồi, ta không cần phải lo lắng dòm ngó ông ấy nữa. Trong tâm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trải qua những sự việc này, xem như ta đã hiểu, có những việc cần bỏ thì nhất định phải bỏ, thực sự không thể ép được. Khiến cậu khó xử đúng không? Không cần cậu phải đồng tình với ta. Hôm nay ta nói những lời này là những lời từ đáy lòng mình. Ta sợ hôm nay mình không nói ra thì sau này sẽ ân hận. Nhưng mà ta muốn nói cho cậu biết, cuộc sống sau này nhất định ta sẽ sống có ý nghĩa, sẽ không thua cậu đâu. Mã Lương,
Chúc mừng cậu. Chúng ta cáo từ. Phu nhân xin dừng bước. Có những chuyện Mã Lương phải thưa với phu nhân. Huynh Trương An, có phải chuyện nó lấy trộm khế đất nhà ta? Thì ra phu nhân đã biết trước rồi sao? Sau khi cậu đi khỏi, tất cả sổ sách trong phủ đều do ta đích thân quản lý. Cậu nghĩ tên nô tài Trương An có một cử chỉ nhỏ đó mà lường gạt được ta sao? Phu nhân đã đề phòng nó từ lâu rồi. Thôi được rồi, chúc mừng cậu. Phu nhân đi từ từ thôi. Mời cô dâu uống chút canh ngọt. Trong canh có hoa xanh quý viên và hạt sen, cùng chút màu xanh quý tử. À, các vị, các vị à, chúc mừng, chúc mừng nhé. Được rồi, được rồi, được rồi. Chúc mừng nha. Dạ, 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 dạ. Chúc mừng, chúc mừng. Các vị à, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Các vị, chúc mừng mà ha. Tối hôm nay các vị chúc mừng hôn lễ của Mã Lương. Mã Lương cảm ơn tất cả. À, phải biết rồi. Cho nên tối hôm nay xin các vị tha cho Mã Lương. Tha cho cậu sao? À, đúng rồi, không được tha. Tha cho cô dâu đây. Đúng rồi á, tự nhiên tha cho cậu là sao? Đừng có nhỏ mọn như vậy. Để cho chúng tôi được thưởng thức không khí vui vẻ của đêm động phòng đi, có được không? Không được, không được, không được mà. Không được, không được. Ê trời ơi, cô dâu à, không được lấy khăn trùm đầu ra. Cô dâu, cô làm sao vậy? Trời ơi, không xong rồi, không xong rồi. Không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi. Xin lỗi chị. Các vị, các vị dừng lại đi, cô dâu có chuyện rồi. Bà nói sao? Cô dâu khó thở, không biết phải làm sao. Cô ấy xỉu rồi, làm sao đây hả? Cô dâu xỉu rồi, tại sao lại vậy chứ? Có chuyện gì chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Này đừng làm ta sợ. Này làm sao vậy? Đi mời đại phu. Mau đi mời đại phu tới đây. Này hãy tỉnh lại đi. Này hãy mở mắt ra nhìn ta đi. Hãy nhìn ta đi mà. Hãy nhìn ta đi. Đúng rồi. Mở mắt ra nhìn ta đi. Hãy mở mắt ra. Đại phu sẽ đến ngay bây giờ thôi. Ta sẽ không để cho nàng bỏ ta lại đâu. Ta sẽ cố gắng hết sức giữ nàng lại mà. Ta sẽ cố gắng hết sức để giữ nàng lại. Không, không thể. Nàng hãy mở mắt ra. Hãy nhìn ta đi mà. Không thể được. Mã Lương à, cô ấy, cô ấy qua đời rồi. Không thể được. Không thể nào. Chúng ta vừa kết hôn xong, khó khăn lắm con mới cưới được cô ấy. Ông trời đã cho con cơ hội lần thứ hai thì sẽ không cướp cô ấy đi dễ dàng như vậy. Mã Lương à, cậu làm sao vậy? Cô ấy đã chết rồi. Mau để cô ấy xuống đi. Cậu muốn nó chết không nhắm mắt hay sao? Ông im miệng lại đi, im miệng đi, im miệng đi. Mã Lương à, cậu nhìn cho kỹ đi, cô ấy đã chết rồi. Ta cũng không muốn nhìn thấy kết cục như thế này, nhưng mà nó đã chết thật rồi. Mã Lương à,
hãy mau tỉnh lại đi. Để cô ấy xuống đi. Tôi không thể. Tôi không thể để cô ấy xuống được. Hãy để cô ấy xuống đi. Mã Lương à, đừng làm như vậy. Hãy để cô ấy ra đi trong nhẹ nhàng đi. Đừng bỏ ta đi mà. Đừng mà. Đừng mà. Chờ một chút. Tại sao nàng lại bỏ ta đi? Tại sao chứ? Tại sao nàng lại bỏ ta? Tại sao vậy? Ông trời ơi, tôi không hiểu. Ông đã cướp đàn đi cho bằng được, thì tại sao ông lại cho tôi cơ hội cưới đàn? Tại sao vậy? Tại sao chứ? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cậu không hiểu vì sao ông trời lại khiến cho cậu gặp nhiều hoạn nạn như vậy. Cậu không hiểu vì sao trong cuộc đời của mình lại có hai người con gái giống nhau như vậy xuất hiện. Vì sao hai người con gái này đều ra khỏi cuộc đời của cậu một cách đột ngột như thế? Mã Lương, ta nói cho cậu biết, thật ra trên cuộc đời làm sao có chuyện hai người giống nhau như thế? Thật sự không thể có. Người đời ngu si, không thể nhìn thấu sự luân hồi của sanh mạng, nên biết rằng nhục thể của con người không thể vĩnh hằng được, nhưng tinh thần ý thức sẽ không mất đi theo nhục thể. Ý thức sở tồn sẽ theo nghiệp lực của mỗi người mà lại bắt đầu một sinh mạng mới. Đây diệt, kia sanh, luân hồi không dừng. Giá trị của sanh mạng không phải là ở sanh mạng quá khứ, mà giá trị lớn hơn là sanh mạng trong vị lai.
vì vị lai là hy vọng của mỗi một con người. Như khi gieo hạt giống, chúng ta hy vọng sẽ được thu hoạch. Nếu như chỉ dừng lại ở giai đoạn khai hoa, thì làm sao có thể có trái đây? Có trái rồi, thì đương nhiên là gieo trồng ra một sinh mạng mới, chân lý nhân duyên sở sanh pháp, cho chúng ta biết sinh mạng là một thời kỳ của nhục thể, khi ly tán thì sẽ biến mất. Từ xưa đến nay, ai có thể tránh được sự diệt vong của sinh mạng? Tiểu Mai cũng vậy, cô nàng bán cá cũng như vậy. Sao thầy lại biết chuyện của Tiểu Mai? Cầu quên kinh Kim Cang có dạy: nhất thiết hữu dị pháp, như mộng quyến bạo ảnh, như lộ diệt như diện, ưng tác như thị quán. Nhân duyên điều kiện hợp lại thành thế gian chỉ đều là một sát na thôi, không thể vĩnh hằng. Cái gọi là cô đàn bán cá, cô ấy chỉ là quyển ảnh, là Quan Âm Bồ Tát thương xót bá tánh ở Kim Sa Thang không ai tin Phật, và thương xót cậu thường mê chấp vào chuyện Tiểu Mai qua đời, thể hiện nhân duyên cô nàng bán cá để giao qua chân lý vô thường, để cho mọi người bỏ đi tâm chấp trước trong lòng mình. Con không tin, con không tin. Mã Lương, Mã Lương à, lão gia, lão gia. Mã Lương à, sao cậu không đến Vạn Hoa Lầu gọi ta? Ta bị cậu hại thảm rồi, chắc chắn phu nhân biết ta đến Vạn Hoa Lầu để tìm gặp người đẹp mẫu đơn. Cậu nghĩ ta phải làm sao đây? Vạn Hoa Lầu, người đẹp mẫu đơn. Cậu đừng có giả bộ nữa, cho cậu gây nên. Cậu mau chóng tìm cách giải quyết đi. Người đẹp mẫu đơn sao? Mã Lương à, cậu không quên chứ? Tối hôm qua cậu đưa ta ra cổng mà. Khó khăn lắm tối hôm qua ta mới bốc được số 358 của người đẹp mẫu đơn ở Vạn Hoa Lầu đó. Đúng rồi, nhớ không? Cậu quên rồi hả? Lão già, ông không tham dự cuộc thi học thuộc kinh sao? Hả? Thì không vậy. Cậu cũng nằm mơ như vậy hả? Mơ thấy ta biết thành kẻ ăn mày hả? Chuyện này, à đúng rồi, còn ngươi nữa. Ngươi phản bội ta lấy trộm sổ đỏ nhà ta. Không có, tôi đâu có dám đâu. May mà ngươi không dám đâu. Tôi... giấc mộng đó thật là ghê sợ. Không được. Ta cảm thấy từ nay mình đối với phu nhân phải chung thủy một chút. Đừng kêu ta đến Vạn Hoa Lầu nữa nghe. Đừng kêu ta tới Vạn Hoa Lầu nữa. Không may ta rơi vào tình trạng đó, ta thật sự không dám tưởng tượng. Thật là ghê sợ. Đúng rồi lão gia. Tối hôm qua bà chủ Vạn Hoa Lầu á cũng nói với tôi rằng bà ấy cũng nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ đó. Đúng rồi, trong giấc mộng bà ấy còn cá độ ông Thắng nữa. Nhưng mà rốt cuộc bà ấy mua Vạn Hoa Lầu. Này các vị, con người nhất định phải cố gắng học tập, bởi vì tri thức chính là sức mạnh. Các vị đã hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi.
Nhưng này các vị, học thức có dư, có những chuyện nhất định phải ghi nhớ. Con người đừng bao giờ kiêu ngạo, bởi vì người kiêu ngạo sẽ thất bại. Các vị đã hiểu chưa? Dạ, hiểu. Tốt, đọc theo ta. Con người đừng bao giờ kiêu ngạo. Con người đừng bao giờ kiêu ngạo. Bởi vì người kiêu ngạo là thất bại. Bởi vì người kiêu ngạo là thất bại. Con người đừng bao giờ kiêu ngạo. Con người đừng bao giờ kiêu ngạo. Bởi vì người kiêu ngạo là thất bại. Bởi vì người kiêu ngạo là thất bại. Con người đừng bao giờ kiêu ngạo. Con người đừng bao giờ kiêu ngạo. Bởi vì người kiêu ngạo là thất bại. Bởi vì người kiêu ngạo là thất bại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.